Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 212. Một luồng sáng màu máu vút qua cánh tay Tông Bạch, khí đen còn sót lại ở vết thương của Tông Bạch liền biến mất. Diệp Huyên buông tay, sau đó khẽ nói, giờ thì được rồi. Tông Bạch nhìn sang Diệp Huyên, ánh mắt đầy kinh ngạc, huyết mạch chi lực đó của ngươi. Lúc nãy, nàng ấy đã cảm nhận được rất rõ huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, thật quá đáng sợ. Diệp Huyên mỉm cười, huyết mạch phong ma, đã từng nghe chưa? Tông Bạch lắc đầu, Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhìn về phía xa. Lúc này, kiếm Thanh Huyên đã bắt đầu đánh nhau với thanh kiếm đen. Diệp Huyên bỗng phát hiện ra, chiến lực của kiếm Thanh Huyên rất cao. Đương nhiên, thanh kiếm đen đó cũng có điểm đáng sợ. Phải biết rằng, kiếm Thanh Huyên hiện tại đang là thanh kiếm tốt nhất trong tam kiếm, còn thanh kiếm đen này thì lại có thể chiến đấu bất phân thắng bại với kiếm Thanh Huyên. Lúc này, thanh kiếm đen phía xa bỗng rung mạnh lên, ngàn vạn kiếm khí từ bên trong nó đột ngột phút ra. Vù! Bầu trời bị chém rách hàng vạn lỗ thủng, kiếm Thanh Huyên bỗng rung lên, sau đó biến thành một tia kiếm quang rồi bay đi, ầm. Một vùng kiếm quang đột nhiên nổ tung trên bầu trời, chớp mắt, hai thanh kiếm đều bị văng ra mấy vạn trượng, những nơi mà hai thanh kiếm bay qua, thời không đều bị xé toạc từng tấc, cả bầu trời biến thành một tấm mạng nhện khổng lồ, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm màu đen mà chau mày, thầm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc thanh kiếm này có lai lịch thế nào mà lại có thể chống lại được kiếm Thanh Huyên? Chính vào lúc này, thanh kiếm đen đó bỗng rung lên dữ dội, tiếp đó, thời không trước mặt Diệp Huyên bị xé toạc, một thanh kiếm hướng thẳng về giữa trán Diệp Huyên. Chính là thanh kiếm đen đó. Bắt giặc phải bắt vua trước. Diệp Huyên ngây ra, thanh kiếm này rất biết suy nghĩ, không ngờ còn biết bắt giặc phải bắt vua trước, cẩn thận. Giọng Tông Bạch bỗng vang lên bên tại Diệp Huyên, tiếp đó, cán của thanh kiếm đen liền bị một bàn tay nắm lại, đấy là tay của Tông Bạch. Lúc này, thanh kiếm đen chỉ còn cách trán Diệp Huyên nửa tấc. Ánh mắt Tông Bạch thoáng qua sự hung ác, nàng ấy nắm lấy thanh kiếm đen, lập tức quăng qua một bên, đồng thời cũng đột ngột xông về trước, tung ra một chưởng. Một chưởng ấn đáng sợ được đánh lên thanh kiếm đen bị đánh văng ra mấy ngàn trượng. Ánh mắt Tông Bạch thoáng vẻ hung dữ. Dường như nàng ấy nhớ ra gì đó, quay người nhìn về Diệp Huyên rồi nói với vẻ hơi tức giận, tại sao ngươi không đỡ đòn? Lẽ nào ngươi không biết thanh kiếm này rất nguy hiểm sao? Diệp Huyên đang định nói thì thanh kiếm đen ở phía xa bỗng biến mất. Chạy rồi sao? Tông Bạch chau mày, Diệp Huyên nhìn về bầu trời phía xa rồi cũng hơi chau mày, thanh kiếm đó đúng là có chút gốc gác, lai lịch không tầm thường. Tông Bạch chỉ về phía xa, ngươi nhìn kìa. Diệp Huyên nhìn theo cánh tay Tông Bạch. Ở cuối tầm mắt là một đại điện đổ nát lơ lửng còn thanh kiếm đen thì đang nằm trên bầu trời của đại điện đó. Hơn nữa, nó còn không ngừng phát ra tiếng kiếm có vẻ như đang khiêu khích. Tông Bạch hạ giọng nói, nó đang cố ý khiêu khích chúng ta, muốn chúng ta qua đó. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì qua đó thôi, hắn nói xong thì đi về phía thanh kiếm đó. Tông Bạch hơi ngây ra, sau đó vội vã kéo tay Diệp Huyên lại, ngươi. Diệp Huyên nhìn Tông Bạch. Nói với vẻ bất lực, chẳng phải trước đó ngươi rất tin tưởng ta sao? Sao bây giờ lại không tin ta nữa rồi? Tông Bạch do dự một lát rồi nói, chỗ này rất nguy hiểm, mặc dù ngươi rất mạnh nhưng ta cảm thấy tốt hơn chúng ta nên cẩn thận một chút. Thanh kiếm này cố ý khiêu khích chúng ta, dẫn dụ chúng ta qua đó, nhất định có quỷ kế. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, ta nghiêm túc nói cho cô biết, thật ra ta rất mạnh, thật đó. Lát nữa nếu nó lại tấn công ta thì cô đừng ra tay, hiểu không? Tông Bạch, Diệp Huyên thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Tông Bạch thì lắc đầu, cười, đi thôi, cùng nhau qua đó. Hắn nói xong thì dắt theo Tông Bạch đi về phía xa. Tay phải Tông Bạch từ từ nắm chặt lại, ánh mắt đầy phòng bị. Diệp Huyên ngoảnh đầu nhìn sang Tông Bạch, ngươi cảm thấy rất nguy hiểm sao? Tông Bạch gật đầu, Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói vô địch thì hơi quá nhưng thứ mà ta không sợ nhất chính là kiếm tu. Kiếm tu có thể giết được ta ngoài muội ta và cha ta ra thì chỉ còn đại ca ta, vì vậy, cô đừng lo lắng, hiểu không? Tông Bạch, Diệp Huyên không quan tâm đến Tông Bạch nữa, hắn dắt theo Tông Bạch đến trước đại điện đổ nát đó. Lúc này, bỗng nhiên có một bóng người mờ ảo bay ra từ trong thanh kiếm đen, bóng dáng đó nhìn xuống Diệp Huyên rồi nói với giọng khàn khàn, kiếm tu. Diệp Huyên nhìn bóng dáng đó rồi hỏi, sao hả? Bóng dáng bỗng hung dữ nói, ta muốn ngươi chết. Diệp Huyên chau mày, có thể cho ta một lý do không? Bóng dáng đáp, thấy ngươi gai mắt, lý do này được không? Diệp Huyên suy nghĩ rồi mỉm cười,
người thấy tại hạ gai mắt nhiều vô kể, các hạ xếp thứ mấy? Hắn nói xong là dựng thẳng một ngón tay, cười lớn rồi nói, đừng nói ta ức hiếp ngươi, nào, ta đứng im cho ngươi chém một nhát, ta không phòng ngự cũng không né tránh. Thanh kiếm đó bỗng hung dữ phát ra tiếng, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên mỉm cười, nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thanh kiếm đó rung lên dữ dội, rồi hóa thành một cây giáo dài, sau đó vút qua không gian, đâm về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên thấy vậy thì ngớ người, mẹ nó, thanh kiếm này không hành động theo lẽ thường. Trường thương đâm đến, Diệp Huyên không thể nói được gì. Cái tên này, có phải biết bản thân hắn có thể hấp thụ kiếm không? Hắn vẫn như cũ không tránh né, để mặc trường thương kia đâm vào giữa trán. Một luồng thương mang đột nhiên bùng nổ từ giữa trán hắn, sức lực kinh người chấn động khiến Diệp Huyên run rẩy cả người, thế nhưng, Diệp Huyên lại không hề hấn gì, kiên cường chịu đựng toàn bộ sức mạnh từ một thương này. Thấy vậy, Tông Bạch hoàn toàn sững sờ. Lúc này, trường thương kia đột nhiên lùi ra, kéo giãn khoảng cách với Diệp Huyên. Trường thương khẽ run, nó lại khôi phục thành thanh kiếm. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm đen, chỉ vậy. Kiếm đen đột nhiên giận dữ, ngông cuồng. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn cầm kiếm vung lên, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Ở phía xa, thanh kiếm đen kia lập tức bị đánh bay đến mấy vạn trượng, mà khi nó vừa dừng lại, kiếm thanh huyên lại chém đến. Bù. Kiếm đen lập tức bị đánh bay, lại bay đi mấy vạn trượng. Kiếm đen vừa dừng lại, thì một kiếm lại đến. Ầm. Một vùng kiếm quang bùng nổ, kiếm đen lập tức bị chém bay. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên đã xuất hiện trong tay hắn, mà ở phía xa, kiếm đen đột nhiên tức giận nói, hai đánh một, ngươi như vậy mà cũng tính là hảo hán sao? Hai đánh một. Diệp Huyên cạn lời, hắn liếc nhìn kiếm đen, bảo chủ nhân ngươi ra đây. Kiếm đen hung hăng nói, chủ nhân ta đã ngã xuống, nếu hắn không ngã xuống, loại kiếm tu như ngươi cũng bị đánh chết rồi. Diệp Huyên nhíu mày, chết rồi. Nói rồi, hắn khẽ lắc đầu, xem ra, chủ nhân ngươi chẳng được tích sự gì cả. Không ngờ đã chết rồi. Kiếm đen đột nhiên tức giận nói, ngươi thì biết gì? Ngươi có biết đối phương mạnh đến thế nào không? Ngươi căn bản không biết, ngươi. Diệp Huyên nói, hắn chết rồi. Ngươi nói gì cũng vô dụng cả. Kiếm đen. Tông Bạch ở bên cạnh không nhịn được bật cười. Diệp Huyên lại nói, kiếm tu mạnh thật sự, thì sẽ không chết, ví dụ như ta. Kiếm đen tức giận cả người run rẩy, kiếm tu, ngươi lại dám mạo phạm chủ nhân ta. Diệp Huyên gật đầu, ta dám, nếu ngươi không phục thì bảo hắn đến đánh ta đi. Kiếm đen tức giận nói, ngươi nói tiếng người sao? Hắn đã chết rồi, lời này của ngươi, đúng là chẳng còn mặt mũi. Diệp Huyên cười nói, ta chính là không cần mặt mũi, ha ha. Kiếm đen. Tông Bạch. Cái tên nhà ngươi, đúng là thú vị. Ngay lúc này, trong đại điện lơ lửng kia, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Kiếm đen lập tức bay đến trước mặt người đàn ông, chủ nhân. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, vẻ mặt Tông Bạch lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, chỉ im lặng. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Huyên, cuối cùng, ông ta nhìn sang bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, cười nhẹ, bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên lại nhìn kiếm thanh huyên trong tay, nhìn thấy kiếm thanh huyên, ánh mắt ông ta chợt có chút nặng nề và phức tạp. Lúc này, Tông Bạch ở bên cạnh đột nhiên nói, các hạ là. Người đàn ông trung niên cười nói, Tông chủ Ma Kiếm Tông. Tông Bạch nhíu mày, trước giờ chưa từng nghe đến. Người đàn ông trung niên cười xòa, chưa từng nghe đến cũng bình thường, Ma Kiếm Tông cách hiện tại ít nhất cũng hơn 100 triệu năm, thời gian 100 triệu năm này, đúng là vật còn người mất. Hơn 100 triệu năm. Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, 100 triệu năm trước đã có cao thủ mạnh cỡ này, vậy có nghĩa là, văn minh võ đạo thời đại đó đã rất cao rồi. Người đàn ông trung niên đột nhiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, rèn luyện một chút. Diệp Huyên gật đầu, được. Người đàn ông trung niên khẽ cười, cẩn thận. Vừa dứt lời, thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, sau đó,
Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng thì một thanh kiếm đã đâm vào ngực hắn. Ầm. Cơ thể Diệp Huyên run rẩy, giáp chiến trên người lập tức lõm xuống, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn lùi về sau mấy nghìn trượng, sau khi dừng lại, hắn nhìn trước ngực mình, chiến giáp chỗ trước ngực đã bị lõm xuống. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng. Một kiếm này tuy chưa phá vỡ được chiến giáp của Nhị Nha, nhưng uy lực của kiếm này đã có thể làm thương chiến giáp Nhị Nha. Lúc này, người đàn ông trung niên bỗng khẽ cười, chiến giáp này của ngươi rất lợi hại. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, kiếm này của các hạ, cũng rất lợi hại. Người đàn ông trung niên khẽ cười, tiếp đi, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Nói xong, ông ta bước lên một bước vừa bước xuống, ánh mắt Diệp Huyên ở phía xa đã thay đổi, hắn chắn ngang kiếm chặn lại. Ầm ầm, tay phải run rẩy kịch liệt, sau đó, Diệp Huyên kinh sợ trong lòng. Vì hắn phát hiện một luồng sức mạnh kinh người chấn động đến trong cơ thể hắn men theo chiến giáp. Ầm. Diệp Huyên lập tức bay đi vạn trượng. Khi hắn vừa dừng lại, một dòng máu tươi tuôn ra từ khóe miệng hắn. Ánh mắt Diệp Huyên có chút nặng nề, kiếm kỹ của đối phương rất kỳ lạ, lại có thể xuyên qua chiến giáp của hắn. Ở phía xa, người đàn ông trung niên khẽ cười, tiếc không? Diệp Huyên ngẩng đầu, cười nói, đương nhiên. Vừa dứt lời, hắn suy nghĩ trong lòng, chiến giáp trên người lập tức biến mất không dấu. Không còn chiến giáp. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, người chắc chắn muốn như vậy sao? Không có chiến giáp kia, kiếm kỹ của ta có thể dễ dàng phá được thân xác ngươi. Diệp Huyên cười nói, đến đi. Vừa nói xong, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, sau đó. Kiếm ý kinh người đột nhiên lao ra từ trong thân thể hắn. Nhìn thấy kiếm ý này của hắn, người đàn ông trung niên kia khẽ nhíu mày, kiếm ý này của ngươi. Ở phía xa, Diệp Huyên cười nói, các hạ, cẩn thận. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất. Bù! Tiếng xé rách bén nhọn bỗng vang lên. Ở phía xa, vẻ mặt người đàn ông trung niên bình tĩnh, tùy ý đâm ra một kiếm. Một vùng kiếm quang đột nhiên bùng nổ giữa hai người, sau đó, người đàn ông trung niên bị đẩy lùi mấy trăm trượng, mà khi ông ta còn chưa kịp dừng lại, thì một kiếm lại chém đến. Một kiếm này, còn nhanh hơn so với kiếm vừa nãy. Ánh mắt người đàn ông trung niên chợt kinh ngạc, cổ tay ông ta khẽ run, một kiếm đâm ra, kiếm này nhẹ nhàng bay đi, giống như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng vậy, thế nhưng, khi kiếm này đâm vào kiếm Diệp Huyên, đột nhiên, một kiếm vốn rất nhẹ nhàng bỗng biến thành mưa rền gió dữ. Trước mặt hai người, một vùng kiếm quang bỗng bùng nổ, Diệp Huyên đã lùi đến cả nghìn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, thời không giữa trán đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một kiếm đã đâm đến trước trán hắn chừng nửa tấc. Cảnh tượng dừng lại. Thua rồi sao? Không hề. Kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên không biết từ khi nào đã đâm vào kiếm đen kia. Kiên cường ngăn lại kiếm đen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cổ tay Diệp Huyên run rẩy. Một vùng kiếm ý nổ tung, kiếm đen bị đánh bay. Ở phía xa, người đàn ông trung niên mở lòng bàn tay, kiếm đen kia đã xuất hiện trong tay ông ta, khi ông ta nắm lấy kiếm đen, người cũng lùi lại liên tục mấy trượng. Ánh mắt người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc, ông ta nhìn Diệp Huyên, thiếu niên. Kiếm ý này của ngươi rất lợi hại. Diệp Huyên khẽ cười, tiền bối quá lời rồi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, không hề quá lời, kiếm ý của ngươi, rất lợi hại, kiếm ý này, chứa đựng kiếm đạo của ngươi, tương lai tiền đồ rất sáng lạn. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ánh mắt ông ta có chút tán thưởng, cậu nhóc, ta đánh ra một kiếm nữa, nếu ngươi có thể ngăn được không dựa vào vật ngoài thân. Thì ta tặng ngươi một hồi tạo hóa. Vừa nói xong, ông ta xòe tay, tiếp đó, kiếm đen trong tay ông ta phóng thẳng lên trời, đâm thẳng bầu trời. Diệp Huyên nhìn bầu trời, kiếm đen kia đột nhiên rung chuyển dữ dội. Người đàn ông trung niên bỗng cười nói, cậu nhóc, cố lên. Nói xong, đôi mắt ông ta bỗng trở nên đen tuyền, tay phải vung lên trời, sau đó kéo mạnh xuống dưới, thương sinh diệt. Một kiếm ý đen tuyền kinh người đột nhiên phóng lên, bay thẳng vào trong kiếm đen kia, chớp mắt,
một luồng hơi thở tà ác đã bao phủ cả thế giới. Ở phía xa, ánh mắt Tông Bạch thay đổi, nàng ta vội lùi mạnh, nàng ta nhìn kiếm đen phía xa, ánh mắt đầy kinh sợ. Kiếm ý thật hung tàn. Lúc này, người đàn ông trung niên bỗng cười nói, ác nhất thiên hạ. Nói xong, ông ta chỉ về phía Diệp Huyên, chém. Bù! Kiếm đen từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém đến, tựa như cả vũ trụ đều bị vỡ vụn. Trong kiếm, chứa đựng kiếm ý ác nhất. Ở bên dưới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên run rẩy, đồng thời, từng luồng kiếm ý nhân gian tuôn ra từ trong thân thể hắn, kiếm ý nhân gian tựa như thác lũ ngưng tụ trong kiếm thanh huyên, sau đó, kiếm thanh huyên mang theo kiếm ý nhân gian này phóng lên trời. Thiện. Trong kiếm ý nhân gian, có thiện. Ầm ầm. Thoáng chốc cả bầu trời run rẩy dữ dội, một vùng kiếm quang trắng đen nổ tung, chớp mắt quét sạch cả bầu trời, kiếm thanh huyên và kiếm đen chĩa mũi nhọn vào nhau, hai thanh kiếm run rẩy, từng luồng sức mạnh kinh người không ngừng bộc phát, mà vùng thế giới này lại bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một. Lúc này, trong tay người đàn ông trung niên đột nhiên dần dần đè xuống, kiếm đen run rẩy, sau đó bùng nổ sức mạnh kinh người, dần dần, kiếm thanh huyên bị đẩy lùi. Diệp Huyên ở bên dưới nhìn kiếm thanh huyên bị đẩy lùi chỉ im lặng. Thiện không áp chế được ác. Trên bầu trời, ác trong kiếm ý càng lúc càng mạnh, kiếm quang xung quanh kiếm thanh huyên càng lúc càng mờ, kiếm ý thiện niệm kia cũng biến mất từng chút một. Bị không chế. Khí thế kiếm đen càng lúc càng kinh khủng, kiếm thanh huyên đã ở thế hạ phong. Không phải kiếm thanh huyên không địch được kiếm đen, mà là thiện niệm hiện tại của hắn không địch được kiếm ý ác niệm của đối phương. Diệp Huyên ở bên dưới ánh mắt cũng mờ mịt. Hắn đọc trong toàn bộ sách cổ, đều nói ta không trấn được chính, nhưng thực sự là vậy sao? Nhiều lúc, ác còn mạnh hơn thiện. Lúc này, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, hắn nhìn bầu trời, khi thiện không còn sức nào, thì ác độ chúng sinh vậy. Vừa nói xong. Trong thân thể Diệp Huyên, huyết mạch chi lực đột nhiên phóng lên, trong huyết mạch chi lực, có mang theo một luồng kiếm ý kinh khủng bị phong ấn đã lâu. Kiếm ý ác niệm. Mà ngay lúc này, huyết mạch chi lực của hắn cũng xảy ra thay đổi. Kiếm ý thiện ác. Kiếm ý này thì hắn đã từng lĩnh ngộ, nhưng sau này dần dần lại bỏ mặc. Mà hắn cũng không ngờ, việc tạo ra kiếm đạo nhân gian của bản thân lại khiến hai loại kiếm ý này xuất hiện. Cũng không đúng, nên nói là, sâu trong nội tâm của con người đều là thiện niệm và ác niệm. Sau khi kiếm ý ác niệm và huyết mạch chi lực phóng lên trời, trên bầu trời, kiếm thanh huyên run rẩy một hồi, sau đó, khi huyết mạch chi lực và kiếm ý ác niệm lao vào nhau. Ầm ầm. Thanh kiếm đen kia lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng, đồng thời, kiếm ý ác niệm của người đàn ông trung niên thoáng chốc đã tán loạn toàn bộ, cướp lấy kiếm ý thiện niệm và kiếm ý ác niệm của Diệp Huyên. Mà lúc này, kiếm ý ác niệm của Diệp Huyên bỗng nhiên bắt đầu kết hợp với huyết mạch chi lực chấp áp kiếm ý thiện niệm của Diệp Huyên, kiếm ý thiện niệm kia lập tức không chống đỡ nổi. Diệp Huyên nhíu mày, kiếm ý ác niệm này mạnh hơn kiếm ý thiện niệm rất nhiều, chẳng lẽ bản thân thật sự là người xấu sao? Diệp Huyên vừa suy nghĩ kiếm ý ác niệm và thiện niệm đều bị hắn thu hồi vào trong cơ thể. Sau khi quay về trong cơ thể, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Huyết mạch chi lực trong cơ thể dần dần cũng bình tĩnh lại. Một lúc sau, Diệp Huyên mở mắt ra nhìn người đàn ông trung niên phía xa, người đàn ông trung niên khẽ cười, không tệ. Người trẻ tuổi, người đúng là rất ra gì, không chỉ sở hữu kiếm ý thiện niệm, mà còn có cả kiếm ý ác niệm, hơn nữa, hai loại kiếm ý đều có thể cùng tồn tại hòa bình, lợi hại. Diệp Huyên cười nói, tiền bối quá khen rồi. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu. Người đúng là rất ưu tú, năm đó trong ma kiếm ta nếu xuất hiện thiên tài như ngươi thì. Nói đến đây, ông ta thấp giọng thở dài, vẻ mặt buồn bã. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, tiền bối, ma kiếm tông đã xảy ra chuyện sao? Tông chủ ma kiếm tông gật đầu, đại hỏa. Nói rồi, ông ta nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, cơ nghiệp bao nhiêu năm, thoáng chốc bị tiêu diệt. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, kiếm đạo của ta. Chính là hai chữ, ma, ác. Kiếm tu ta, cứ tùy tâm sở dục, làm theo nội tâm. Diệp Huyên im lặng. Tùy tâm sở dục. Làm theo nội tâm.
Kiếm tu đúng là nên như thế, đương nhiên, hắn còn có cách nhìn khác, chính là dù có phải là kiếm tu hay là tu gì khác, thì cũng nên có giới hạn của bản thân. Đương nhiên, hắn lúc này tự nhiên cũng sẽ không phản bác ông ta. Có được lợi ích rồi hắn nói cái khác. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi thấy sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ta biết mà, ngươi cũng là người đồng đạo, nếu không, ngươi không thể sở hữu được ác niệm mạnh như vậy rồi. Nói rồi, ông ta mở lòng bàn tay, thanh kiếm đen trong tay ông ta đột nhiên rung lên, sau đó, thanh kiếm đen lập tức xuyên qua giữa trán Diệp Huyên. Ầm. Thoáng chốc, một luồng khí đen kinh khủng lập tức bao phủ Diệp Huyên, thoáng chốc, vô số ác niệm tuôn vào trong đầu Diệp Huyên như cơn thủy triều. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, dần dần, hai mắt hắn đã biến thành màu đen. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, hôm nay, ta truyền toàn bộ ác niệm cả đời cho ngươi, về việc có thể hấp thụ bao nhiêu thì xem bản thân ngươi thôi. Ầm. Đột nhiên, một luồng kiếm ý đen tuyền khủng khiếp từ trong cơ thể Diệp Huyên phóng ra, kiếm ý này lập tức phá vỡ thời không trên đầu hắn, quét sạch chư thiên. Mà lúc này, Diệp Huyên lập tức sử dụng huyết mạch chi lực trong cơ thể. Hắn nhất định phải trấn áp ác niệm kinh khủng này, không để mặc ác niệm làm loạn như vậy. Sau khi huyết mạch chi lực của Diệp Huyên xuất hiện, ác niệm kinh khủng kia dần dần bị trấn áp. Thấy vậy, ánh mắt người đàn ông trung niên chợt có chút kinh ngạc, huyết mạch chi lực này của ngươi thật lợi hại. Ánh mắt Tông Bạch bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, huyết mạch chi lực này của Diệp Huyên, lúc trước nàng ta từng thấy, quả thực không chỉ kinh khủng bình thường. Mà sau lưng người sở hữu huyết mạch chi lực kinh khủng như vậy. Sắc mặt Tông Bạch dần trở nên nghiêm trọng. Ngay lúc này, khí đen xung quanh Diệp Huyên đã biến mất, Diệp Huyên khôi phục lại bình thường, mà hắn đã hấp thụ hoàn toàn ác niệm của người đàn ông trung niên. Diệp Huyên khẽ thi lễ, đa tạ. Người đàn ông trung niên ca ngợi nói, kiếm ý của ngươi, đúng là vô địch, không những có thể chứa đựng kiếm ý thiện niệm, mà còn có thể chứa đựng kiếm ý ác niệm, rất lợi hại. Diệp Huyên cười nói, tiền bối quá khen. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ông ta mở lòng bàn tay, kiếm đen kia đã xuất hiện trong tay ông ta, kiếm này tên là Ác Kiếm, hôm nay, là bội kiếm của tổ sư Tiên Tông Ma Kiếm tộc ta, hôm nay, ta truyền thừa kiếm này cho ngươi, sở hữu kiếm này, sau này khi ngươi thi triển kiếm ý ác niệm, có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Diệp Huyên nhìn kiếm đen trong tay, sau đó nói, được. Người đàn ông do dự chốc lát, sau đó nói, cậu nhóc, ta cũng không giấu ngươi, ngươi nhận lấy truyền thừa của Ma Kiếm Tông ta, có thể sẽ dính đại nhân quả trên người. Ngươi cũng nhìn thấy, Ma Kiếm Tông ta còn bị người ta tiêu diệt, vì vậy. Diệp Huyên cười nói, không sao. Người đàn ông trung niên, vậy thì tốt. Nói rồi, cơ thể ông ta dần dần trở nên hư ảo. Tông Bạch bỗng nói, tiền bối, tiên tổ ta từng đến nơi này, nhưng người cũng chưa từng đi ra. Không biết tiền bối có biết người đi đâu rồi không? Người đàn ông trung niên cười nói, có lẽ hắn đi đến thành Trụy Lạc xa xôi tìm kiếm thần vật di tích rồi. Tông Bạch nhíu mày, thần vật di tích thành Trụy Lạc. Người đàn ông trung niên gật đầu, ông ta chỉ sang bên phải, đi hướng này 3.000 dặm, có một tòa thành gọi là thành Trụy Lạc, nó là một di tích, trong tòa thành này, từng có một thế lực rất mạnh, nhưng không biết vì sao, thành này đột nhiên trong một đêm lại tàn sát. Người tàn sát lại không giết chết bọn họ, mà là nhốt linh hồn bọn họ vào trong thân thể vĩnh viễn, còn về vùng đất kia thì hiện tại đã biến thành một thành ma rồi. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, người có kiếm ý thiện niệm, nếu ngươi có thể cứu vớt được người thành đó, thì kiếm ý thiện niệm này của ngươi sẽ nâng cao lên một bậc, thậm chí là biến chất. Tông Bạch bỗng hỏi, có nguy hiểm không? Người đàn ông trung niên cười nói, ngay cả ta, cũng không dám tùy tiện bước chân vào nơi đó. Nói xong, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, nhưng mà, có lẽ ngươi thì không vấn đề gì, ngươi có thể sử dụng bút đại đạo trong truyền thuyết, nhân quả thành đó có lẽ sẽ không làm gì được ngươi. Đương nhiên, chuyện này phải xem ngươi có nguyện ý đi không. Nói xong, thân thể ông ta dần trở nên hư ảo. Thấy người đàn ông trung niên sắp biến mất hoàn toàn, Diệp Huyên cũng bất chấp mặt mũi, lập tức vội hỏi, tiền bối, mấy bảo vật của Ma Kiếm Tông. Người đàn ông trung niên cười nói, đều mất hết rồi. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên. Tông Bạch bỗng nói,
Diệp công tử, ta cảm thấy, đây có lẽ là một cái bẫy. Diệp Huyên khẽ nói, sao ta lại không biết chứ? Tại sao đối phương lại dễ dàng giao truyền thừa cho hắn như vậy? Chẳng lẽ thật sự là vì thiên phú của Diệp Huyên hắn sao? Không đơn giản như vậy. Bản thân nhận lấy truyền thừa này, có nghĩa là đã trở thành người đối đầu với thế lực lớn mạnh tiêu diệt tông môn này. Tông Bạch thấp giọng nói, ngươi không lo lắng sao? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ngươi muốn nghe lời thật. Tông Bạch gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, sau đó nói, có muội muội ta không sợ bất kỳ nhân quả nào khắp đất trời này. Nói xong, hắn đi về phía xa. Tông Bạch. Ở phía xa, trong cơ thể Diệp Huyên, tháp nhỏ bỗng nói, tiểu chủ, bây giờ người hơi ngông rồi. Diệp Huyên cười nói, có sao? Tháp nhỏ nói, có. Diệp Huyên cười ha ha, có muội muội, ta không ngông thì ai ngông? Tháp nhỏ im lặng một lúc rồi nói, ta không thể phản bác người. Diệp Huyên. Trên đường, Tông Bạch đột nhiên nói, người muốn đến thành Trụy Lạc. Diệp Huyên gật đầu. Tông Bạch quay đầu nhìn Diệp Huyên, người muốn cứu người thành kia. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đi xem trước đã. Tông Bạch gật đầu. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, mở lòng bàn tay, ác kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, hắn quan sát ác kiếm, sau đó cười nói, sao ngươi lại yên lặng như vậy? Im lặng một lúc, linh hồn ác kiếm nói, chủ nhân bảo ta đi theo người, vậy sau này người chính là chủ nhân ta, nếu đã là chủ nhân ta, ta cũng nên trung thành chứ, nào dám bất kính với người. Dù sao, ta cũng không đánh được người. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười lớn, ác linh được lắm, ngươi có tiền đồ. Ha ha! Tống Bạch nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Không lâu sau, hai người đã đến thành Trụy Lạc, cả tòa thành vô cùng âm u, trước cổng thành, có treo hai thi thể nhỏ máu, vẫn còn là máu tươi. Bốn phía tường thành, khắp nơi đều thấy máu tươi. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng nhíu mày. Vẻ mặt Tống Bạch bỗng trở nên nghiêm trọng, nơi này rất kỳ lạ. Diệp Huyên gật đầu. Ngay lúc này, một giọng cười lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ bên cạnh, Diệp Huyên quay đầu nhìn, tường thành gần đó, có một cô gái vẻ mặt trắng nhợt ngồi một chỗ trên tường thành, hai chân vắt vẻo bên ngoài. Lúc này, cô gái đang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên rời tầm mắt, vào thành. Tống Bạch do dự chốc lát rồi cũng đi theo Diệp Huyên. Lúc này, cô gái trên tường thành bỗng nói, sao ngươi dám? Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn cô gái trên tường thành. Cười nói, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết, một khi ngươi tiến vào thành này, ngươi sẽ biến thành thức ăn cho vô số ác quỷ trong thành không? Máu huyết ngươi sẽ khiến những ác quỷ kia điên cuồng. Diệp Huyên lại hỏi, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên một lúc rồi nói, tô tiểu tiểu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, muốn giải thoát không? Nếu muốn, nào, đi theo ta. Tô Tiểu Tiểu nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên lại nói, muốn không? Tô Tiểu Tiểu bỗng vươn tay khẽ điểm phía trước, ngay sau đó, một bức màn chắn vô hình chặn tay nàng ta, tiếp đó, nàng ta nhìn Diệp Huyên, thành này chỉ có thể vào, không thể ra. Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, bút đại đạo bay ra, tiếp đó, bút đại đạo lập tức điểm vào trước mặt Tô Tiểu Tiểu. Trước mặt Tô Tiểu Tiểu lập tức bị co lại. Diệp Huyên nói, nắm lấy bút này. Tô Tiểu Tiểu im lặng một lát rồi lập tức vươn tay nắm lấy bút đại đạo. Chớp mắt, bút đại đạo lập tức đưa Tô Tiểu Tiểu ra ngoài. Sau khi đi ra, vẻ mặt Tô Tiểu Tiểu ngơ ngác, một lúc sau, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, run giọng nói, ta thật sự ra rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi về cổng thành phía xa. Tô Tiểu Tiểu nói, thật sự rất nguy hiểm. Diệp Huyên giơ bút đại đạo trong tay, khinh thường nói, bút đại đạo là đại ca ta, ai dám động đến ta? Ai dám? Tô Tiểu Tiểu. Tại hệ Ngân Hà, trong một căn phòng nào đó, một âm thanh tức giận vang lên, chết tiệt, khốn nạn, ngươi đừng có làm loạn. Diệp Huyên không thèm quan tâm bút đại đạo, trực tiếp dẫn theo Tông Bạch đi về phía xa. Bút đại đạo lại vội vàng nói, Diệp Huyên, cậu đừng làm bậy. Cậu thật sự đừng có làm bậy. Diệp Huyên dừng bước, sau đó nói, bút huynh,
huynh sợ thành chuyện lạc này như vậy sao? Bút đại đạo nói, không phải ta sợ, mà là ta không thể can thiệp vận mệnh chúng sinh, điều này là vi phạm quy định chủ nhật đặt ra cho ta. Cậu muốn làm gì, đó là chuyện của cậu không thể để ta gánh tội thay. Diệp Huyên, Diệp Huynh, cậu làm một con người đi. Diệp Huyên có chút tò mò, vì sao huynh không thể can thiệp vào vận mệnh chúng sinh? Bút đại đạo nói, bởi vì ta là người vận hành vận mệnh, cũng chính là người chấp hành quy tắc, nếu ta can thiệp, vậy không phải sẽ lộn xộn hết à? Diệp Huyên lại hỏi, trước kia không phải huynh cũng từng giết người rồi sao? Bút đại đạo nói, đó là bọn họ chọc vào ta trước, nếu bọn họ chọc vào ta, thì ta giết bọn họ là hợp tình hợp lý. Có nguyên nhân có kết quả thôi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, chuyện này dễ xử lý, đợi lát nữa sau khi ta vào, ta sẽ làm bừa trước, khiến cho bọn họ chủ động tới gây sự với ta, cuối cùng, ta đưa huynh ra, một số kẻ ngốc khẳng định sẽ cố ý nhằm vào ta và huynh, đến lúc đó, huynh ra tay giết chết bọn họ, liền hợp tình hợp lý. Mẹ nó! Bút đại đạo vội vàng nói, Diệp Huyên, cậu không cần như vậy. Cậu đây là đang thao túng tâm lý người khác, cậu như vậy là không đúng đâu. Diệp Huyên cười nói, Bút huynh không cần phải áp lực, chúng ta là đến làm chuyện tốt, cho dù huynh vi phạm quy tắc, chủ nhân của huynh chắc chắn cũng sẽ không trách huynh. Bút đại đạo thấp giọng thở dài, Diệp Huyên, cậu phải hiểu được một đạo lý, tồn tại chính là hợp lý, ở bên trong rừng rậm, cậu vì cứu con cừu mà đánh lui sói, vậy sói thì sao? Nó đói chết thì phải làm sao? Diệp Huyên chỉ phía xa xa bên trong thành, huynh có cảm nhận thấy lệ khí và oán khí bên trong thành kia không? Bao nhiêu cái chết thảm? Bút đại đạo nói, bọn họ có vận mệnh của bọn họ. Diệp Huyên cười nói, có những sinh linh sinh ra đã được định sẵn là bi kịch sao? Bút đại đạo nói, không hoàn toàn, bọn họ có thể cố gắng thay. Đổi quỹ tích vận mệnh của chính mình. Diệp Huyên khẽ cười nói, Bút huynh, ta lại hỏi huynh, nếu bây giờ ta để Thanh Nhi giết huynh có cảm thấy oan uổng không? Bút đại đạo trầm mặc một lát, sau đó nói, cậu đừng như vậy, chúng ta không phải đang nói chuyện bình thường hay sao? Diệp Huyên cười nói, nếu bây giờ ta để Thanh Nhi giết huynh, hiện tại ngã xuống chính là vận mệnh của huynh, mà sở dĩ huynh chết, không thể trách Thanh Nhi, chỉ có thể nói chính huynh không đủ cố gắng, đúng không? Bút đại đạo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Bút huynh, ta không phải cãi cố với huynh, mà là muốn nói với huynh, người ở tầng lớp thấp nhất có rất nhiều lúc rất bất đắc dĩ. Bút đại đạo trầm lặng một lát, sau đó nói, ta hiểu điều cậu nói nhưng là, ta thật sự không thể phá hỏng quy tắc. Nếu người chấp hành quy tắc phá hỏng quy tắc, vậy thế giới này sẽ loạn mất. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, như này thì thế nào, nếu huynh không muốn tham gia vào, chúng ta đổi cách thức, ta làm, sau khi ta làm xong, huynh che cho ta, kể từ đó, nhân quả của người khác liền biến thành nhân quả của ta và huynh. Huynh thấy được không? Bút đại đạo trầm giọng nói, ta thấy không hay lắm. Như vậy có gì khác biệt không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên là có khác, huynh che cho ta, có nghĩa là huynh có thể không cần dính vào những nhân quả khác. Bút đại đạo trầm lặng. Diệp Huyên nói, cứ quyết như vậy đi. Bút đại đạo trầm giọng nói, ta có lựa chọn không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên là có, ta là một người vô cùng tôn trọng dân chủ, Diệp Huyên ta không phải loại người hở chút là gọi người. Bút đại đạo. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, huynh nói sự lựa chọn của huynh đi. Bút đại đạo im lặng một lúc, sau đó nói, tùy cậu thôi. Dù sao, ta cũng không làm gì được cậu. Diệp Huyên cười ha ha, hắn hướng đi về phía thành. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu ở phía sau đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn vào thành sao? Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, cô có quen với bên trong thành không? Tô Tiểu Tiểu gật đầu, quen thuộc. Diệp Huyên cười nói, vậy có bằng lòng đi cùng ta vào trong không? Tô Tiểu Tiểu hơi do dự. Diệp Huyên cười nói, nếu không muốn, cũng không sao, bây giờ cô đã tự do, có thể rời đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta vào cùng ngươi. Diệp Huyên cười nói, được. Sau khi ba người tiến vào thành, Diệp Huyên lập tức nhíu mày, nơi này thật sự là quá âm u. Hơn nữa, bốn phía khắp nơi đều tràn ngập lệ khí cùng oán khí.
quá nhiều oan hồn. Tô Tiểu Tiểu trầm giọng nói, trong thành này có hai vị quỷ vương cực kỳ hùng mạnh, phân biệt là Dã Tiên Quỷ Vương ở phía nam, và Tư Mã Quỷ Vương ở phía bắc. Hai người này tranh đấu nhiều năm, nhưng lại chẳng phân được thắng thua. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Đúng lúc này, một hơi thở khủng bố đột nhiên thổi quét từ xa đến, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tô Tiểu Tiểu lập tức biến đổi, nàng ta đứng xuống phía sau Diệp Huyên, sau đó ngón tay phải chọc nhẹ vào lưng Diệp Huyên, ngươi lên. Diệp Huyên. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt ba người đám Diệp Huyên, người đàn ông trung niên kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt còn có vệt đỏ như máu. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, trong mắt không hề che giấu sự tham lam. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay ra, huyết mạch chi lực trào ra từ trong lòng bàn tay hắn, cùng với sự xuất hiện của huyết mạch chi lực, đồng tử mắt người đàn ông trung niên kia chợt co rụt lại, máu tốt. Diệp Huyên cười nói, có phải rất muốn cắn nuốt không? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trong mắt hiện lên sự đề phòng, ngươi có phải muốn hãm hại ta không? Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Mẹ kiếp, người ở đây có chỉ số thông minh cao như vậy sao? Người đàn ông trung niên nhìn đánh giá Diệp Huyên, ngươi là chủ động từ bên ngoài vào đây. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên lại hỏi, nói như vậy, ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên cười lạnh, hay cho một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi như vậy, lại dám chủ động tiến vào nơi này. Hơn nữa còn dám cố ý bộc lộ hơi thở huyết mạch đặc biệt của mình. Ngươi có phải là muốn đào hố cho ta nhảy? Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên lại cười lạnh lùng, lòng dạ quá xấu xa. Nói xong, hắn ta liền xoay người biến mất ở xa xa cuối con đường. Tại chỗ, Diệp Huyên có chút hỗn độn. Cái quái gì vậy? Tông Bạch trầm giọng nói, bọn họ hẳn là cảm nhận thấy sự nguy hiểm của ngươi. Tô Tiểu Tiểu cũng nói, chuyện này bình thường, người có thể sống sót ở đây, không phải thực lực đặc biệt mạnh mẽ, thì chính là đầu óc cực kỳ thông minh. Bằng không, căn bản không thể sống đến hiện tại. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo hai cô gái đi về phía xa, dọc đường đi, xung quanh vô cùng âm u, mà Diệp Huyên cũng không phản cảm đối với sự âm u này, dù sao, hắn cũng là người sở hữu kiếm ý ác niệm. Mà dọc đường đi, Diệp Huyên cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ, nhưng lại không có một ai đến gây phiền phức cho hắn. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó lại thúc giục huyết mạch chi lực trong cơ thể. Trong phút chốc, một huyết mạch khủng bố từ trong cơ thể Diệp Huyên phóng lên cao, thẳng lên đám mây, ngay sau đó, một hơi thở huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập lên trong thành. Cả thành trụy lạc khiếp sợ, Tô Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó không nhìn được nói. Vị tỷ tỷ này, hắn muốn làm cái gì? Tông Bạch liếc nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, không biết. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên. Hắn phải ra vẻ. Hai nàng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, hơi thở huyết mạch của hắn đã thổi quét ra toàn bộ thành trụy lạc. Đúng lúc này, không gian trước mặt ba người đám Diệp Huyên đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen đi ra. Người đàn ông trung niên này có mặt vuông, mày rậm mắt to, thoạt nhìn rất là thô lỗ và ngông cuồng. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại trên bút đại đạo ở bên hông Diệp Huyên. Khi nhìn thấy bút đại đạo, trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Phía sau Diệp Huyên, Tô Tiểu Tiểu trầm giọng nói, vị này chính là Dã Tiên Quỷ Vương. Dã Tiên Quỷ Vương. Diệp Huyên nhìn về phía Dã Tiên Quỷ Vương, lúc này, Dã Tiên Quỷ Vương đột nhiên ôm quyền, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyên cạn lời. Sao ông ta không đánh mình chứ? Người ta khách khí như vậy, hắn có chút khó làm bậy. Dã Tiên Quỷ Vương lại nói, công tử. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Dã Tiên, cười nói, Diệp Huyên. Dã Tiên Quỷ Vương liếc nhìn bút đại đạo bên hông Diệp Huyên. Mỉm cười, bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt Dã Tiên đột nhiên trở nên hơi nghiêm trọng, Diệp công tử, ngươi tới đây là. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cứu các vị, giúp các vị ra ngoài. Nghe vậy, Dã Tiên sửng sốt,
sắc mặt chợt trở nên cổ quái. Diệp Huyên cười nói, thế nào? Dã Tiên cười khổ, Diệp công tử, cậu có biết người vây hãm chúng ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Dã Tiên thấp giọng thở dài, vẻ mặt phức tạp. Diệp Huyên cười nói, người có thể nói cho ta. Dã Tiên trầm lặng một lát, sau đó nói, Diệp công tử, cậu tay cầm bút đại đạo, tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng người vây hãm chúng ta có thực lực mạnh đến mức không thể hình dung. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, chúng ta, đã tuyệt vọng. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, các ông là vô tội, hay là... Dã Tiên liền nói ngay, chúng ta đương nhiên là vô tội, hơn nữa, là cực kỳ vô tội. Người nọ vốn không phải muốn cầm tù bọn ta, chỉ là bởi vì muốn cầm tù một người trong thành, sau đó liền nhốt luôn cả bọn ta. Diệp Huyên nhíu mày, cầm tù một người. Dã Tiên gật đầu, cầm tù một người, sau đó người trong thành bọn ta đều gặp tai ương. Hầy! Diệp Huyên trầm giọng nói, thật bá đạo. Dã Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử, cậu cũng không phải người bình thường, nhưng là, ta không kiến nghị cậu nhúng tay vào việc này. Người nọ, thật sự rất mạnh, mà cậu hiện tại. Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nhìn xuống bút đại đạo bên hông, bút huynh hẳn là biết lai lịch đối phương, huynh nói xem, ta đánh lại không. Bút đại đạo trầm lặng một lát, sau đó nói, cậu như vậy, tương đương với làm càn, cậu biết không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, huynh sẵn lòng nói không? Bút đại đạo trầm giọng nói, việc này là phá quy củ. Diệp Huyên vẻ bình tĩnh, nếu ta bị đánh tàn phế, muội muội của ta khẳng định sẽ đến gây phiền phức cho huynh. Mẹ kiếp! Bút đại đạo không nhịn được, cả giận nói, cậu có thể đừng tóm dùng ta gây chuyện không? Ta mẹ nó chỉ là một cây bút. Diệp Huyên! Bút! Diệp Huyên điềm tĩnh nói, bút huynh thấy tòa thành này không? Nếu chúng ta cứu nó thì sẽ được công đức vô lượng. Dù thế nào hắn cũng phải kéo bút đại đạo xuống cùng. Bút đại đạo thở dài, Diệp Huyên, ta đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Vạn vật vạn linh tự có quy luật, chúng ta không thể cưỡng chế can thiệp. Cậu muốn tham gia vào là việc của cậu, nhưng ta thì không thể, bởi vì ta là người thi hành pháp tắc, một khi can dự vào sẽ khiến thế giới đại loạn. Im lặng một hồi sau, Diệp Huyên mới hỏi, vậy là huynh tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Bút đại đạo trần trừ, cậu định làm gì? Nói thật là nó hết sức bất đắc dĩ với cái người tên Diệp Huyên này. Đánh không được, mắng cũng không xong, mà hắn cứ chuyên môn làm những chuyện khiến nó nhức đầu vô cùng. Diệp Huyên bật cười, đang định nói thì nghe giọng tiểu tháp vang lên, tiểu chủ tìm cây bút quèn này làm gì? Nó méo được cái tích sự gì cả. Nhờ thiên mệnh tỷ giết quách đi là được. Bút đại đạo, bớt gây chuyện đi tháp sách. Tiểu tháp cười khẩy, đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao bút quèn. Tiểu chủ thật sự cần ngươi giúp sao? Cha, muội muội, đại ca của tiểu chủ không lợi hại bằng người sao? Lợi hại hơn nhiều là đằng khác, nhưng ngươi có biết vì sao tiểu chủ vẫn tìm đến ngươi không? Bút đại đạo im lặng một hồi, nói, vì sao? Tiểu tháp lạnh nhạt quăng ra một câu, ta cũng không biết. Đậu má! Bút đại đạo cáu bẩn quát lên, ngươi bị khùng hay gì? Tiểu tháp thở dài, chẳng trách sao ngươi lại bị thiên mệnh tỷ cho ăn đòn. Ta hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi cam nguyện làm một cây bút cả đời? Chẳng lẽ ngươi không có ước mơ? Bút đại đạo lãnh đạm hỏi lại, ước mơ gì? Tiểu tháp, đi theo tiểu chủ vô địch thế gian. Bút đại đạo, chủ nhân ta mới lợi hại. Tiểu tháp, lợi hại bằng thiên mệnh tỷ không? Bút đại đạo. Tiểu tháp, tiểu chủ đừng quan tâm cây bút quèn này nữa. Mình cứ lo chuyện của mình, hai ta liên thủ lại, thế gian này một nửa là của Tam Kiếm, nửa còn lại chính là của chúng ta. Mặt Diệp Huyên đen xì. Dã Tiên đứng bên trần trừ một hồi mới dám hỏi, Diệp công tử. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười nói, có thể đưa ta đến gặp người bị giam kia không? Dã Tiên gật đầu, được, công tử theo ta. Sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên cùng bút và tháp đi theo. Dọc đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều người với gương mặt trắng bệch như ma. Bọn họ ai nấy đều vô cùng kỳ quặc, nếu nói là đã chết thì vẫn còn linh hồn và thân xác, nhưng nói chưa chết thì lại quá bất thường.
Không lâu sau, Diệp Huyên nhíu mày khi nhận ra thọ nguyên của những người này cực kỳ ngắn ngủi, trong cơ thể họ còn có một thứ sức mạnh bí ẩn đang không ngừng rút cạn thọ nguyên, ăn mòn thần hồn. Giã Tiên lên tiếng, đây là một phương pháp nguyền rủa hết sức độc ác. Không chỉ giam cầm mà còn hạ thứ nguyền rủa tàn độc này lên người chúng ta, khiến thân xác và thần hồn của chúng ta bị một thứ sức mạnh bí ẩn phản phệ vào mỗi giữa tháng. Sự phản phệ này. Ông ta khẽ lắc đầu, một tia kiêng kỵ lóe lên trong mắt. Diệp Huyên bỗng nói, đợi đã. Hắn dừng bước. Giã Tiên xoay người, Diệp Huyên đi đến, nhẹ nhàng vươn tay ấn lên ngực ông ta. Một khắc sau, thân thể Giã Tiên chấn động kịch liệt, một luồng sức mạnh khủng khiếp tuôn trào ra. Đồng tử rụt lại, Diệp Huyên vội vung tay phải, để một luồng huyết mạch chi lực khủng khiếp bao hàm hỗn độn hắc hỏa tuôn ra. Luồng sức mạnh này được hắn dùng huyết mạch chi lực và hỗn độn hắc hỏa bọc lại. Chớp mắt một cái, thân hình Giã Tiên run lên, từng luồng sức mạnh khổng lồ không ngừng tuôn ra. Diệp Huyên nheo mắt lại, tiếp tục đẩy huyết mạch chi lực trong người ra. Giã Tiên hét lên một tiếng thê thảm, gương mặt vặn xoắn lại. Một tia lệ khí lóe lên trong mắt Diệp Huyên, chấn. Hắn ấn tay phải về trước, để một luồng huyết mạch chi lực khổng lồ ùa ra. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng khác bộc phát từ trong cơ thể Giã Tiên. Oanh! Theo tiếng nổ ầm vang, Diệp Huyên bị đẩy lùi đi mấy trăm trượng. Sức mạnh bí ẩn kia như thủy triều rút trở về cơ thể Giã Tiên. Cả người nhũn nhão, ông ta ngã quỵ ra đất, mồ hôi tuôn ra như tắm, thân hình không ngừng run rẩy. Sắc mặt Diệp Huyên trầm trọng vô cùng, nhìn xuống cánh tay phải đã hoàn toàn nứt vỡ. Ban nãy hắn không dùng chiến giáp của nhị nha. Hắn nhìn Giã Tiên, không ngờ huyết mạch chi lực cộng thêm cả hỗn độn hắc hỏa của mình vậy mà cũng không thể xua đuổi nguyền rủa trong người ông ta được. Đáng sợ thật. Giã Tiên cười khổ, vô dụng thôi Diệp công tử. Diệp Huyên đi đến, thấp giọng nói, ta rất tiếc. Giã Tiên lắc đầu, có lẽ mạng ta vốn là vậy. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, hỏi, ông có muốn thử thêm chút nữa không? Giã Tiên lắc đầu, thân xác ta rệu rã rồi, không chịu nổi thứ sức mạnh ấy nữa, phải. Phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Diệp Huyên gật đầu, được, vậy ông dẫn ta đi gặp người bị giam giữ đi. Giã Tiên gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nói, Diệp công tử theo ta. Bọn họ tiếp tục đi về trước. Bỗng có một tiếng cười lớn truyền đến từ nơi xa khiến Giã Tiên biến sắc. Một khắc sau, đã có một lão già xuất hiện trước mắt họ. Tô Tiểu Tiểu thì thào, Tư Mã Quỷ Vương. Tư Mã nhìn Giã Tiên kiệt sức trước mặt, cười to, Giã Tiên ngươi lại tự biến mình trở nên yếu như thế này, đúng là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Thấy lão chuẩn bị ra tay, Giã Tiên biến sắc, vội vàng đi đến bên Diệp Huyên, Tư Mã, Diệp công tử đang ở đây, ngươi chớ có làm bậy. Diệp công tử. Tư Mã nhíu mày, khi nhìn thấy Diệp Huyên thì hai mắt tràn đầy hưng phấn, huyết mạch cực phẩm. Diệp Huyên cười, ông muốn chiếm lấy nó à? Tư Mã nghe vậy thì tỏ vẻ đề phòng, ngươi chủ động đi vào đây. Diệp Huyên gật đầu. Tư Mã, ngươi là ai? Diệp Huyên vươn tay gọi một quyển sách cổ xuất hiện, cười nói, viện trưởng thư viện Quan Huyên, Diệp Huyên. Tư Mã lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên. Tư Mã nhìn hắn rồi chỉ vào Giã Tiên, đây là ân oán giữa ta và hắn, ngươi đừng xen vào. Diệp Huyên lắc đầu, ông không được giết ông ấy. Tư Mã tức giận chỉ vào hắn, ngươi là cái thá gì? Kiếm Thanh Huyên dắt bên hông Diệp Huyên bỗng vọt ra. Chém một đường kiếm bao hàm kiếm ý nhân gian vô cùng khủng khiếp. Tư Mã thấy vậy thì biến sắc, vội vàng đưa hai tay lên đỡ. Tư Mã bị chém bay đi ngàn trượng, khi vừa đứng lại thì hai tay nứt toác, máu phun tung tóe. Ánh mắt Tông Bạch đọng lại khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng ta biết Diệp Huyên rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Phải biết Tư Mã đã đạt đến tổ thần cảnh rồi. Ấy vậy mà lại bị một kiếm của Diệp Huyên làm cho bị thương. Thật đáng sợ. Tư Mã trợn trừng nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, vươn tay ra, kiếm Thanh Huyên chấn động, kiếm ý nhân gian theo đó tuôn trào từ trong người hắn, tạo thành một luồng kiếm thế khủng khiếp bao phủ bốn phía.
Tư Mã biến sắc kịch liệt, vội la lên, chúng ta có thể nói chuyện. Diệp Huyên. Tiểu Tháp buột miệng, lạ ghê. Sao kẻ địch bây giờ không ai chịu cứng đến cùng hết vậy? Diệp Huyên nhìn Tư Mã, nói chuyện. Lão ta cuống quýt gật đầu, ta sẵn sàng. Ta cũng là người có học. Lão vươn tay, gọi một quyển sách cổ xuất hiện, nghiêm túc nói với Diệp Huyên, đã là người có học thức thì nên dùng phương pháp trí thức để giải quyết. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, gật đầu, ông nói đúng, chúng ta nói chuyện phải trái đi. Tư Mã nghe vậy thì bớt căng thẳng hơn hẳn, thầm nhủ trong lòng, tiểu tử này dễ bị gạt ghê. Diệp Huyên cười hỏi, Tư Mã Quỷ Vương, ông có biết vì sao ta đến đây không? Tư Mã chần chừ lắc đầu, không biết. Diệp Huyên chỉ vào cây bút bên hông, ông biết thứ này chứ? Tư Mã hạ giọng, bút đại đạo. Một tia trầm trọng hiện lên trong mắt lão ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng là bút đại đạo. Thế đã biết vì sao ta đến đây chưa? Bút đại đạo. Tư Mã lắc đầu, không biết. Diệp Huyên cười, đần. Ta phụng mệnh bút đại đạo đến đây để cứu các ngươi. Tư Mã nghe vậy thì sửng sốt, cứu chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, bút đại đạo biết các ngươi đang chịu khổ ở đây nên phái ta đến cứu. Tư Mã nghi ngờ, theo ta biết, bút đại đạo tuyệt đối không tốt bụng đến vậy. Diệp Huyên, bút đại đạo bảo ta đến cứu thật mà, các ngươi về sau cứ đi theo ta đi. Dã tiên. Tư Mã im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, ông không tin. Tư Mã gật đầu, Diệp Huyên cười một tiếng, vậy ông nghĩ xem vì sao ta lại có bút đại đạo. Tư Mã trầm ngâm một hồi hỏi, người thật sự phụng mệnh đến cứu chúng ta. Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu, tuyệt đối là thật. Tư Mã nhìn vào mắt hắn, người có dám thề không? Diệp Huyên nói ngay, tất nhiên dám. Bút đại đạo lên tiếng, đừng có bạ đâu cũng thề. Lời thề có sức ràng buộc, cậu. Tiểu Tháp xen vào, tiểu chủ có muội muội. Bút đại đạo im luôn, một hồi sau mới nói, tùy Diệp thiếu. Thấy Diệp Huyên dám thề, Tư Mã rơi vào trầm mặc. Thề thốt không phải cứ muốn là có thể là, bởi vì người tu luyện càng mạnh thì sức ràng buộc của lời thề càng lớn. Sau một hồi im lặng, lão ta mới đồng ý, ta tin ngươi. Tin tưởng. Thật ra lão ta chỉ muốn được giải thoát. Lão đã bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này vô số năm, nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác gì một cái xác di động cả. Nay có cơ hội thoát ra, lão đương nhiên sẵn lòng thử. Dù sao cũng không mất gì cả đúng không nào. Lời này của Tư Mã khiến khóe môi Diệp Huyên cong lên, trong tay ông có bao nhiêu thủ hạ. Tư Mã đáp, ta đã đến đạo thần cảnh đỉnh cao, đi cùng ta có hai đạo thần cảnh khác và 12 thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyên gật gù, đoạn nhìn sang Dã Tiên, nghe ông ta nói, ta chỉ có một đạo thần cảnh, 7 thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyên ngẩn ra, nói, thực lực hai bên khác xa nhau thế này. Làm sao mà hai người sống chung được ngần ấy năm vậy? Dã Tiên liếc xéo Tư Mã, nói mát, trí tuệ là một phần quan trọng. Diệp Huyên. Tư Mã quát lên, Dã Tiên, ngươi có ý gì hả? Mắng ta ngu đúng không? Diệp Huyên. Dã Tiên chỉ điềm tĩnh đáp, đó là ngươi tự nói. Lửa giận bốc lên, Tư Mã đang định ra tay thì Diệp Huyên lên tiếng, trước tiên phải thoát khỏi nơi đây đã, hai người thấy sao? Tư Mã lạnh lùng trừng Dã Tiên, nếu ra được, ta sẽ bóp nát đầu ngươi. Dã Tiên nhàn nhạt đáp, tùy ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiếp tục đi gặp người bị giam cầm kia thôi. Sau đó hắn nhấc chân đi về trước. Tông Bạch lẳng lặng nhìn theo. Nếu Diệp Huyên thật sự có thể phá vỡ nơi này, đồng nghĩa với việc hắn sẽ thu nhận được rất nhiều siêu cường giả. Tạo nên một đội ngũ vô cùng kinh khủng. Tông Bạch thở dài trong lòng, bỗng càng thấy lo cho tông tộc. Một hồi sau, bọn họ đi đến một quảng trường đá xanh, nơi có một người đàn ông ngồi ở trung tâm. Ông ta xóa tóc ngang vai, mặc trường bào giản dị, đầu hơi rũ xuống. Dã Tiên thì thầm, chính là gã. Ánh mắt Tư Mã nhìn người kia hàm chứa lửa giận không chút che giấu. Đương nhiên phải phẫn nộ rồi, vì đó chính là kẻ đã khiến bọn họ bị cầm tù suốt bao năm qua. Diệp Huyên liếc người kia một cái, hỏi các ông có biết người này bị nhốt vì lý do gì không? Dã Tiên vừa mở miệng thì Tư Mã đã tức tối quát lên, vì thằng chó mê gái này ngủ với người ta rồi không chịu trách nhiệm,
bị người trả thù. Rút chim vô tình chính là nói mấy thằng như gã đó. Mọi người. Dã Tiên nhìn người kia, nói chuyện tình cảm vốn phức tạp, không thể nói ai đúng ai sai được. Ông ta lắc đầu, không biết được toàn bộ, cũng không nên đánh giá. Diệp Huyên nhìn Dã Tiên, thầm cảm thán người có học thức quả nhiên khác biệt, sau đó liếc sang Tư Mã. Chỉ nghe Tư Mã lạnh lùng phán, rút chim vô tình là rút chim vô tình. Diệp Huyên. Dã Tiên lắc đầu, không thèm so đo nữa. Thấy Diệp Huyên chậm rãi đi về phía người đàn ông kia, Dã Tiên chần chừ mở miệng, Diệp công tử, ta biết một ít chuyện. Diệp Huyên ngoái lại, nghe ông ta nói, người này là một vị trạng nguyên ở nhân gian. Diệp Huyên nhíu mày, trạng nguyên. Dã Tiên gật đầu, những thứ khác thì ta không rõ. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Sau đó bước tới. Dã Tiên nhìn hắn một cái rồi quay sang hỏi Tông Bạch, cô nương, Diệp công tử này có lai lịch gì? Tông Bạch nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, không biết. Nàng ta cũng rất tò mò về lai lịch thật sự của người này. Tư Mã bỗng nói, mặc kệ lai lịch ra sao, nhưng đảm bảo rất mạnh, không thì đã chẳng dám làm mầu như vậy. Mọi người. Diệp Huyên đi đến, thấy người đàn ông kia khép hờ mắt nhưng vẫn có hơi thở tản ra, hiển nhiên là còn sống. Hắn quan sát một hồi rồi hỏi, có thể nói chuyện chút không? Người đàn ông chậm rãi mở mắt, nói việc gì? Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, cười nói, về nhân sinh. Người đàn ông lắc đầu, ta không có hứng thú. Diệp Huyên, vậy thì về văn học. Người đàn ông nghe vậy thì ngẩng đầu, người cũng thích đọc sách. Diệp Huyên gật đầu, ta tên Diệp Huyên, là viện trưởng thư viện Quan Huyên. Người đàn ông im lặng một hồi rồi nói, Mộc Văn. Diệp Huyên, Văn Huynh, ta vừa quan sát thấy Huynh không có khí thức của người tu luyện đúng không? Mộc Văn gật đầu. Diệp Huyên, nhưng Huynh lại sống lâu như vậy là nhờ có một thứ sức mạnh bí ẩn trong người. Chủ nhân của nó muốn Huynh phải sống để chịu hành hạ, đúng không? Mộc Văn thì thào, ta đáng bị như vậy. Diệp Huyên nhìn vào mắt gã, Huynh cho rằng cả tòa thành này cũng đáng bị vậy. Mộc Văn nhìn hắn, người đến đây vì họ. Diệp Huyên gật đầu. Mộc Văn thì thầm, xin lỗi. Ta từng xin nàng tha cho họ, nhưng... Gã lắc đầu, nàng không thèm nghe ta. Diệp Huyên hỏi, Huynh rốt cuộc đã làm gì? Sắc mặt Mộc Văn trở nên phức tạp, ta phụ lòng nàng. Diệp Huyên nghiêm giọng, bỏ rơi người ta. Mộc Văn, người có bao giờ thích hai cô gái chưa? Diệp Huyên ngẩn ra. Trần Trừ hỏi lại, ý là, Huynh thích hai người. Mộc Văn gật đầu, Diệp Huyên im lặng, Mộc Văn hỏi hắn, người có thấy thích hai cô gái cùng lúc là sai sao? Sai chứ? Diệp Huyên đáp ngay, cực kỳ sai. Đã thích một người thì nên đi cùng người đó đến cuối cùng, sao có thể bắt cá nhiều tay được? Huynh làm vậy là sai vô cùng. Ta khinh Huynh, giọng bút đại đạo chợt vang lên trong đầu, trời má. Cậu, vô địch rồi, tiểu tháp cũng thở dài. Ra mặt này, chủ nhân cũng không bị kịp, tiểu chủ đúng là vô địch. Diệp Huyên, Mộc Văn thở dài đầy đau đớn, ta biết ta sai chứ, nhưng... Có lúc không nhịn được, ôi! Diệp Huyên nghiêm giọng, Huynh làm như vậy là sai, rất sai. Tình nghĩa người ta dành cho Huynh như vậy, sao có thể phụ bạc chứ hả? Mộc Văn lại thở dài, ta đúng là không phải người mà. Dĩ nhiên không phải người rồi. Một luồng uy áp khủng bố bỗng bùng nổ, âm... Nhóm Tư Mã biến sắc, bị uy áp này ép cho phải khom lưng uốn gối. Diệp Huyên thấy vậy cũng không khỏi biến sắc bởi vì những người kia đã đến đạo thần cảnh. Vậy mà đối phương chỉ dùng uy áp đã có thể trấn áp họ, kinh khủng thật. Diệp Huyên cũng cảm nhận được uy áp khủng bố ấy, bèn nhíu mày vung tay, phóng kiếm ý nhân gian lên cao. Am, luồng uy áp đang đè lên người hắn bị kiếm ý đẩy lui. Có tiếng bước chân vang lên sau lưng hắn. Bút đại đạo nói, cậu nên cẩn thận, người này đối với cậu hiện giờ không hề đơn giản chút nào. Tiểu tháp, có muội muội tiểu chủ lo rồi. Bút đại đạo cả giận, bà mẹ mi. Được, có muội muội thì ngon lắm chứ gì. Ông đếch nói nữa được chưa? Tiểu tháp, Diệp Huyên bỏ ngoài tai cuộc cãi vã của hai đứa này, chỉ xoay người nhìn một cô gái đang chậm rãi đi đến. Nàng ta mặc váy dài màu đen thêu những đóa hoa mai đỏ, vừa xa hoa sang trọng lại còn thêm một ít tà mị. Vóc dáng cao gầy, ánh mắt như băng, vừa lạnh lùng mà lại xinh đẹp.
Cô gái thoáng nhìn Diệp Huyên trước khi lạnh lùng nhìn Mộc Văn, thứ xúc sinh không bằng heo chó nhà ngươi. Tỷ tỷ ta tốt với ngươi biết bao nhiêu mà ngươi lại phụ lòng tỷ ấy, khiến một tấm chân tình của tỷ đều đổ cho chó ăn. Nàng ta kích động quát lên, ngươi chỉ là thứ phàm phu tục tử nhân gian, được tỷ tỷ vừa mắt là phúc phận mấy kiếp tu luyện. Ấy vậy mà ngươi không biết trân trọng, lại bội bạc tỷ ấy. Ngươi có biết tỷ tỷ vì ngươi, đến giờ vẫn bị giam giữ ở thần lao không? Biết không, những chữ cuối cùng đã đến mức được thét ra. Mộc Văn cúi đầu, đau đớn nói, ta xin lỗi. Cô gái lạnh lùng liếc gã, xin lỗi. Một thằng đàn ông vô dụng chỉ biết nói thế thôi đúng không? Trừ xin lỗi ra, ngươi không nói gì khác được sao? Mộc Văn run rẩy, nàng hiện nay ra sao? Cô gái lạnh nhạt, còn thế nào nữa? Bị giam cầm, tâm như cho tàn, người như chết rồi. Mộc Văn bỗng khóc giống lên, nhưng cô gái chỉ khinh bỉ liếc nhìn. Diệp Huyên im lặng thở dài. Chuyện tình cảm vốn phức tạp, hắn cũng không tiện xen vào, cô gái bỗng xoay sang hắn. Diệp Huyên thấy thế thì mỉm cười, chào cô nương. Cô gái, người muốn cứu gã. Diệp Huyên lắc đầu, ta đến đây để cứu người trong thành. Cô gái cười khẽ thú vị, người không quen không biết họ, vì sao phải cứu. Diệp Huyên cười, không đành lòng nhìn thấy bọn họ như vậy nên muốn cứu. Cô gái, vậy ngươi phải đánh bại ta. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, ta không muốn đánh với cô. Cô gái nheo mắt, vì sao? Diệp Huyên liếc nhìn Mộc Văn, thở dài, ta có thể thấy cô nương rất quan tâm đến tỷ tỷ của mình. Một cô gái trọng tình nghĩa như vậy chắc chắn không phải người xấu, hắn ôm quyền với nàng ta, cô nương, vị văn huynh này phạm tội khó tha, nên chịu trừng phạt, nhưng người trong thành không nên chịu tội cùng. Mong cô nương nương tay, cho bọn họ một cơ hội làm lại cuộc đời. Xin cô gái im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên chân thành nói, có thể không? Cô gái, người vừa nói một câu rất hay. Đã thích một người thì nên đi cùng người đó đến cuối cùng. Nàng ta nhìn hắn, nhờ có những lời này, ta sẽ tha cho họ. Nàng ta vung tay lên, cả tòa thành run lên bần bật, một khắc sau, một luồng khói đen bị đẩy ra khỏi thân thể tất cả mọi người trong thành rồi dần dần tan biến. Tư Mã ngơ ngác nhìn làn khói đen bay ra, đoạn quay sang Dã Tiên, chỉ nói chuyện thôi. Mà chúng ta được tự do. Dã Tiên gật đầu, Tư Mã ngây ngốc nói, đơn giản vậy thôi. Chúng ta bị nhốt mấy trăm nghìn năm, chỉ cần nói chuyện là chấm dứt. Ta thấy mình vừa bị sỉ nhục, tự do rồi. Tông Bạch nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt phức tạp. Nàng ta thật sự không ngờ mọi chuyện đều được giải quyết chỉ bằng vài câu trò chuyện giữa hắn và cô gái hùng mạnh này. Quả thật ngoài sức tưởng tượng. Cái miệng của người này còn lợi hại hơn thực lực của hắn, nếu tông tộc vẫn tiếp tục gây hấn với hắn thì ngày tàn tuyệt đối không còn xa. Nàng ta âm thầm quyết định, sau khi ra ngoài phải ngăn cản tông tộc bằng mọi giá. Thấy mọi người đã được giải phóng, Diệp Huyên mỉm cười nói, đa tạ. Cô gái nhìn hắn, ta thả họ rồi, có phải ngươi cũng nên giúp ta không? Diệp Huyên cứng người, biết ngay mọi chuyện không đơn giản vậy mà. Giang hồ phức tạp ghê, cô gái, ngươi không muốn. Diệp Huyên cười, mời cô nương nói. Cô gái gật đầu, ta thấy người khéo ăn khéo nói, theo ta đi khuyên nhủ tỷ tỷ ta được chứ? Diệp Huyên. Cô gái, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên chần chừ, việc này, ta chưa từng khuyên nhủ ai cả. Cô gái chân thành nói, ta tin ngươi. Diệp Huyên câm nín, khuyên nhủ, là cái gì cơ? Cô gái cứ im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên chịu không nổi nữa, bèn lắc đầu cười, thôi được, ta sẽ thử. Nhưng ta không dám chắc sẽ thành công. Cô gái gật đầu, được. Diệp Huyên, chúng ta đi ngay sao? Cô gái, phải. Diệp Huyên nghĩ nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn Tông Bạch. Nàng ta nói sau một thoáng im lặng, vậy chúng ta phải tạm biệt Diệp công tử rồi. Diệp Huyên cười hỏi, cô chuẩn bị trở về tộc. Tông Bạch gật đầu, ta trở về làm tộc trưởng tông tộc. Nàng ta biết chỉ có trở thành tộc trưởng mới có thể cứu cả tộc. Bằng không một khi lại có người đi gây hấn với Diệp Huyên. Tông tộc sẽ tuyệt diệt. Diệp Huyên gật gù tốt, rồi quay sang Dã Tiên và Tư Mã. Dã Tiên vội nói, ta bằng lòng theo Diệp thiếu, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Tư Mã liếc ông ta một cái rồi hùa theo, ta cũng theo Diệp thiếu. Sau này cậu chính là đại ca ta, bảo ta đánh ai, ta sẽ đánh kẻ đó. Diệp Huyên bật cười, vậy ta đưa hai ông đến thư viện Quan Huyên ở vũ trụ chư thần trước, sẽ có một cô bé tên Thanh Khâu ra tiếp đón. Dã Tiên khom người hành lễ, tuân lệnh, Tư Mã gật đầu, được, thấy Diệp Huyên nhìn mình, Tô Tiểu Tiểu trần trừ, ta có thể đến thư viện của ngươi luôn không? Diệp Huyên gật đầu, có thể,
Tô Tiểu Tiểu, cảm ơn. Diệp Huyên cười, không có chi. Rồi nói với cô gái kia, chúng ta đi thôi cô nương. Nàng ta gật đầu, đưa tay bắt lấy vai hắn. Một khắc sau, cả hai xé rách thời không, biến mất tại chỗ. Sau một hồi im lặng, Tông Bạch xoay người rời đi. Những người khác cũng tản đi, không lâu sau, khắp thành Trụy Lạc bắt đầu mở tiệc mừng vui khắp trốn. Họ được tự do rồi. Diệp Huyên không hề biết rằng rất nhiều cư dân nơi này đều bằng lòng đi đến thư viện quan huyên như những người trước đó. Dẫu sao bọn họ đã bị giam giữ quá nhiều năm, những gì sở hữu trước kia để hóa thành mây khói, chuyện quan trọng nhất hiện nay là tìm một chốn dung thân. Thư viện quan huyên hiển nhiên là một lựa chọn không tồi. Không lâu sau, toàn bộ cường giả trong thành đều lục tục đi đến thư viện. Diệp Huyên và cô gái kia đang xuyên qua đường hầm thời không. Tốc độ cực nhanh, đến mức thân xác hắn cũng suýt chịu không nổi, nhưng hắn vẫn kiên quyết chịu đựng chứ không dùng chiến giáp. Diệp Huyên liếc sang, chỉ thấy sắc mặt cô gái vẫn bình thản vô cùng, không có gì là khó chịu. Hắn tò mò hỏi, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái váy đen nói, Văn Nhân Lam. Diệp Huyên gật gù, Văn Nhân Tộc. Cô gái gật đầu, Diệp Huyên gật gù, không nói gì thêm. Văn Nhân Lam nhìn hắn, ngươi từng nghe về Văn Nhân Tộc chưa? Diệp Huyên lắc đầu, chưa. Văn Nhân Lam nhìn hắn. Diệp Huyên cười khổ, thật đấy. Văn Nhân Lam gật đầu, ta tin ngươi. Nàng ta quan sát hắn một hồi, thực lực của ngươi không tệ, lại còn có bút đại đạo, lai lịch cũng không đơn giản, sao lại chưa nghe về Văn Nhân Tộc? Diệp Huyên nghĩ ngợi, có lẽ vì không đủ mạnh nên không tiếp xúc được. Văn Nhân Lam im lặng một hồi, nói cũng có lý, nhưng trực giác của ta nói rằng ngươi không đơn giản. Diệp Huyên cười, thôi, chúng ta đừng suy nghĩ vấn đề này nữa. Văn Nhân Lam gật đầu. Diệp Huyên, có thể cho ta biết về tỷ tỷ của cô và Mộc Văn không? Sắc mặt Văn Nhân Lam chợt trở nên dữ tợn, năm ấy tỷ tỷ ta hạ giới, bắt gặp gã đang gặp nguy hiểm trên đường đi thi. Tỷ tốt bụng cứu gã, nào ngờ lại bị chính lòng tốt này hãm hại. Diệp Huyên, nàng ấy yêu Mộc Văn. Văn Nhân Lam gật đầu, gã rất giỏi, khua môi múa mép. Liếc nhìn hắn, như người vậy, dừng. Diệp Huyên la lên, Lam cô nương à, nói chuyện có thể đừng bịa đặt được không? Ta khua môi múa mép hồi nào? Văn Nhân Lam điềm tĩnh đáp, ta đoán. Diệp Huyên cứng đờ, Văn Nhân Lam, người đọc sách, chẳng ai tốt cả. Diệp Huyên, Văn Nhân Lam ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thì thầm, tỷ tỷ ta si mê hắn, chấp nhất chỉ muốn gả cho hắn, tiếc rằng chân tình đều cho chó ăn. Gã đàn ông kia thi đậu được trạng nguyên vớ vẩn gì đó thì thành thân cùng một cô gái khác trong triều. Một tia lệ khí lóe lên trong mắt, nàng ta vung tay, oành. Vùng tinh không nào đó bên phải lập tức sụp đổ. Diệp Huyên nheo mắt lại. Cô gái này mạnh không phải vừa đâu. Văn Nhân Lam quay lại nhìn hắn, ngươi cũng đọc sách. Diệp Huyên gật đầu. Nàng ta lại nhìn hắn chằm chằm. Bầu không khí có gì đó sai sai. Diệp Huyên cười, ta không chỉ đọc mà còn viết sách nữa. Hắn vươn tay, đẩy bộ luật thần đạo đến cho nàng ta, quyển sách này do ta biên soạn. Tiểu tháp, bút đại đạo không nhịn được mà buột miệng, đệt. Văn Nhân Lam nhận lấy, lật sơ qua quyển sách rồi hỏi, ngươi viết. Diệp Huyên gật đầu, chính xác. Văn Nhân Lam khẽ gật gù, cũng khá. Sau đó trả bộ luật thần đạo lại cho hắn. Diệp Huyên cười, người đọc sách cũng có tốt có xấu. Ta thuộc về bên tốt. Văn Nhân Lam nhìn bút đại đạo dắt bên hông hắn, ngươi làm sao mà có được cây bút này. Diệp Huyên cười, chắc vì nhân cách ta hấp dẫn. Trong một căn phòng nọ ở hệ Ngân Hà, bỗng có tiếng chửi thề vang lên, cái đậu má. Đờ cờ mờ nó, từng tiếng giống giận liên tiếp phát ra. Trong đường hầm thời không, Văn Nhân Lam chăm chú nhìn Diệp Huyên như muốn xuyên thấu hắn. Diệp Huyên cười hỏi, trên mặt ta nở hoa à? Văn Nhân Lam lắc đầu, không. Lời nói của ngươi thoạt nghe thì chân thành, nhưng trực giác của ta nói rằng người không hề đơn giản. Ta nói không sai chứ. Diệp Huyên mỉm cười, ta lại không có ý đồ xấu gì với cô nương, cần gì phải gạt cô. Văn Nhân Lam lắc đầu, không nói nữa, chỉ hy vọng ngươi có thể thuyết phục tỷ tỷ tan buông bỏ chấp niệm. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng dụ. À, khuyên nhủ hết sức, Văn Nhân Lam gật đầu, không nói gì thêm. Hai người tăng tốc, không lâu sau, một vùng sáng trắng xuất hiện trước mắt, bọn họ biến mất. Khi mở mắt, Diệp Huyên thấy mình đang đứng trước một tòa đại điện hùng vĩ. Toàn thân nó đen nhánh, âm u vô cùng, khiến người khác cảm thấy không hề thoải mái. Diệp Huyên nhìn vào hai chữ thần lao được khắc trên điện. Hỏi Văn Nhân Lam, nơi này là? Nàng ta bình thản đáp, thần lao,
nơi chuyên nhốt những ai phạm sai lầm trong văn nhân tộc, sau đó dẫn hắn đi vào. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi híp mắt lại khi cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Thấp nhất trong số đó đều đã đến tổ thần cảnh. Tổ thần, hắn sửng sốt. Tổ thần thế mà cũng chạy đầy đất như chó rồi à? Hắn hỏi, Bút Huynh, có phải Huynh đang chơi ta không vậy? Tông tộc còn chưa giải quyết xong mà đã mở thêm bản đồ. Bút Đại Đạo im lặng một hồi mới nói, dù sao ngươi cũng có muội muội rồi, còn lo gì nữa? Diệp Huyên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Văn Nhân Lam, thi lễ với nàng ta, nhị tiểu thư. Văn Nhân Lam, ta muốn vào trong. Người đàn ông do dự đầy bất đắc dĩ. Văn Nhân Lam chỉ nhìn ông ta. Người đàn ông cười khổ, xin mời nhị tiểu thư. Văn Nhân Lam gật đầu, quay sang nói với Diệp Huyên, đi thôi. Người đàn ông kia biến sắc, vội can, nhị tiểu thư, người ngoài tuyệt đối không thể vào. Văn Nhân Lam, cha ta có con trai không? Người đàn ông sửng sốt, không. Văn Nhân Lam gật đầu, vậy ngươi cho rằng tộc trưởng kế nhiệm sẽ là ai? Người đàn ông ngẩn ra rồi biến sắc, má ơi, tộc trưởng đời sau không phải cô gái này thì còn ai? Nghĩ đến đây, mồ hôi ông ta túa ra như thác, vội vàng nói, xin mời hai vị. Ta không thấy gì cả. Rồi lập tức thôi lui. Diệp Huyên im lặng nhìn Văn Nhân Lam, nàng ta chỉ bình tĩnh đưa hắn vào đại điện. Vừa đặt chân vào, đã có một tiếng gầm đầy hoảng sợ vang lên bốn phía, huyết mạch phong ma. Đây là huyết mạch phong ma. Nhưng ngươi không phải kiếm chủ áo xanh, ngươi là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Trong giọng nói tràn ngập sợ hãi và khó tin. Huyết mạch phong ma, những lời này khiến Diệp Huyên cau mày. Có người nhận ra được huyết mạch của hắn sao? Văn Nhân Lam cũng quay đầu lại, hỏi đầy hoài nghi, huyết mạch phong ma. Diệp Huyên liếc vào chỗ sâu trong đại điện, cười hỏi, người vừa lên tiếng là ai vậy? Văn Nhân Lam, một tù nhân. Diệp Huyên dè dặt hỏi, ta có thể gặp mặt không? Văn Nhân Lam lắc đầu, tạm thời thì không. Diệp Huyên tò mò, vì sao? Văn Nhân Lam, đó là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, đã bị giam giữ cả chục nghìn năm, người ngoài không được phép tiếp xúc. Diệp Huyên gật gù, nhìn vào chỗ sâu nhất trong đại điện. Không gian bên trong rất dài, không nhìn thấy đầu bên kia, tựa như một vực sâu âm u. Văn Nhân Lam dẫn hắn đi xuống. Dọc đường đi, Diệp Huyên thấy hai bên là những chốc lồng giam màu đen, có cái trống rỗng, có cái có người. Chẳng mấy chốc sau, Văn Nhân Lam dẫn hắn đi đến trước một chốc lồng nọ. Bên trong là một cô gái mặc váy trắng đang ngồi trước chiếc bàn gỗ. Nàng ấy có dung mạo tuyệt trần nhưng gương mặt lại không có bất cứ cảm xúc nào, chỉ đăm đăm nhìn chiếc lược đen đặt trên bàn. Diệp Huyên quan sát cô gái, phải thừa nhận nàng ấy đẹp cực kỳ, tiếc rằng lại gặp phải một tên đểu cáng. Hắn thở dài, nếu đàn ông trên đời ai cũng tuyệt vời như ta thì đã không có bi kịch xảy ra rồi. Tiểu tháp. Bút Đại Đạo chửi thề, đệt. Văn Nhân Lam nhìn cô gái váy trắng với vẻ đau lòng, cất giọng gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Cô gái trong lồng giam nghe tiếng thì quay lại, mỉm cười với Văn Nhân Lam, tiểu Lam. Thấy thân hình tiều tụy của nàng ấy, Văn Nhân Lam gặng hỏi, tỷ vẫn không quên được gã xúc sinh đó sao? Cô gái váy trắng im lặng một hồi rồi lắc đầu cười khổ, muội không hiểu đâu. Rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc lược, Văn Nhân Lam siết chặt hai tay. Tức giận đến nỗi cặp đào cũng lắc lư theo, trông đồ sộ vô cùng. Nàng ta quay phát lại nhìn Diệp Huyên, ngươi, vào khuyên tỷ ấy đi. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Đây là chuyện tình cảm, bảo hắn khuyên thế nào bây giờ. Văn Nhân Lam, nếu ngươi có thể giúp tỷ tỷ suy nghĩ thông suốt, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô chắc chứ? Văn Nhân Lam, chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu, nhưng cô phải hứa với ta một điều. Văn Nhân Lam, chỉ cần có thể giúp tỷ tỷ suy nghĩ thông suốt, người muốn gì ta cũng đáp ứng. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì cô phải ủng hộ ta cho dù ta có làm gì đi chăng nữa, cô làm được không? Sau một hồi im lặng, Văn Nhân Lam gật đầu, được. Diệp Huyên bất thình lình xoay người, rút kiếm ra khỏi vỏ. Choang, chốc lồng giam bị kiếm Thanh Huyên đập nát. Văn Nhân Lam sửng sốt, ngươi làm gì vậy? Diệp Huyên, cướp ngục, cô gái váy trắng nhìn hắn đi đến. Không biết hắn định làm gì. Bị Diệp Huyên nắm lấy tay, nàng ấy nhíu mày, đang muốn tung đòn thì nghe hắn nói, đừng ra tay, sau đó hắn quay sang Văn Nhân Lam vẫn còn đang sững ra, cô qua đây. Văn Nhân Lam mất một hồi do dự mới đi đến, người muốn cướp ngục. Diệp Huyên gật đầu, Văn Nhân Lam nhìn hắn một hồi rồi giơ ngón cái lên, nhoẻn ra một nụ cười xinh đẹp động lòng, đàn ông lắm. Đúng lúc này,
có vô số khí thức khủng khiếp ập đến từ nơi xa. Diệp Huyên nói với Văn Nhân Lam, sang đây. Nàng ta vừa đến gần thì bị hắn tóm lấy tay. Văn Nhân Lam vừa nhíu mày thì kiếm Thanh Huyên bỗng khởi động, ba người lập tức biến mất tại chỗ. Không lâu sau đó, mười mấy cường giả cấp cao đã xuất hiện ở nơi họ vừa đứng, thấy bốn bể trống rỗng, ai nấy đều xa sầm mặt. Bỗng nghe một giọng nói vang lên, đuổi theo. Bọn họ lập tức biến mất. Từ chỗ sâu trong đại điện, một giọng nam trầm thấp cất lên, huyết mạch phong ma. Diệp Huyên dùng kiếm Thanh Huyên đưa tỉ muội Văn Nhân Lam đến tòa thành Trụy Lạc. Nơi này bây giờ đã không còn ai, những người bị nguyền rủa đều đã rời đi, chỉ còn lại một người duy nhất Mộc Văn. Gã vẫn còn bị Văn Nhân Lam giam cầm. Diệp Huyên dẫn cô gái váy trắng đến trước mặt Mộc Văn rồi buông tay ra, kéo Văn Nhân Lam lùi sang bên. Văn Nhân Lam hỏi, vì sao lại đưa tỷ ấy đến đây? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, khúc mắc do ai buộc thì phải do người ấy gỡ. Khuyên bảo ư, hắn không phải thần tiên mà cái gì cũng có thể dụ dỗ với lừa gạt được. Cô gái này trúng độc tình, mà phương thuốc duy nhất lại nằm trong tay Mộc Văn, chỉ một mình gã ta mới có thể tháo gỡ khúc mắc. Văn Nhân Lam không nói gì. Nơi xa, cô gái váy trắng nhìn Mộc Văn. Mộc Văn cũng chậm rãi ngẩng đầu dậy. Khi thấy nàng thì run rẩy cất tiếng, ý nhi. Cô gái váy trắng nhìn gã như người mất hồn. Đúng lúc này, có mười mấy khí thức khủng bố ập đến từ chân trời, một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Văn Nhân Lam. Nàng ta nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện cách đó không xa. Sắc mặt Văn Nhân Lam xa sầm hẳn đi, đại bá. Người đàn ông nói, ngươi không nên làm như vậy. Văn Nhân Lam không đáp. Người đàn ông liếc nhìn Văn Nhân ý, đưa đại tiểu thư về. Những cường giả đứng sau ông ta nghe vậy thì chuẩn bị ra tay, nào ngờ Văn Nhân Lam gầm lên, ai dám. Nàng ta vung tay lên, để một luồng khí thế cực mạnh quét ngang bốn phía. Các cường giả cao cấp kia thấy vậy thì dừng tay, nhìn sang người đàn ông. Ông ta hỏi Văn Nhân Lam, người nhất quyết muốn phải thế này sao? Văn Nhân Lam giữ dằn đáp, ta cứ muốn thế đấy. Người đàn ông im lặng một hồi, nói, đừng khiến nàng bị thương. Lời vừa dứt. Các cường giả đứng bên ông ta nhào về phía Văn Nhân Lam. Một tia phẫn nộ lóe lên trong mắt, Văn Nhân Lam biến mất tại chỗ. Bên kia, Diệp Huyên đi đến cạnh Văn Nhân Ý. Nàng ấy vẫn đang lẳng lặng nhìn Mộc Văn, mà Mộc Văn thì đang luôn mồm xin lỗi. Thấy gã như vậy, sắc mặt Văn Nhân Ý dần thay đổi. Thích hư, đây là người nàng từng thích sao? Vì sao khi gặp lại đối phương, nàng lại không có những cảm xúc như trước kia, mà chỉ thấy đáng thương và đáng buồn? Văn Nhân Ý xoay người nhìn về phương xa, nơi Văn Nhân Lam đang chiến đấu với các cường giả Văn Nhân tộc. Nhìn cô gái giữa vòng vây, ánh mắt nàng dần trở nên ướt át. Diệp Huyên thì thầm cất giọng, cô vẫn còn thích gã chứ? Văn Nhân Ý cười gượng, Diệp Huyên, thật ra cô đã không còn tình cảm nào nữa vào giây phút gã thay lòng đổi dạ. Chỉ là suốt nhiều năm qua, cô vẫn không buông bỏ được, đúng hơn là không cam lòng. Hắn nhìn Mộc Văn đang khóc rưng rức, thì thầm, bỏ qua cho gã. Cũng là giải thoát cho bản thân. Hắn mỉm cười, đàn ông tốt trên thế gian vẫn còn nhiều lắm, sẽ còn người khác tốt hơn. Văn Nhân Ý nhoẻn cười nhìn hắn, công tử xưng hô thế nào? Hắn cười, Diệp Huyên. Văn Nhân Ý gật đầu, cảm ơn Diệp công tử đã đưa ta đến gặp gã, để ta giải quyết khúc mắc không cam trong lòng. Diệp Huyên nhìn Văn Nhân Lam ở chân trời, cô nên cảm ơn muội muội cô mới đúng, tình cảm nàng ta dành cho cô sâu đậm vô cùng. Văn Nhân Ý cũng nhìn theo, mỉm cười nói, đúng vậy. Lam Nhi, được rồi. Văn Nhân Lam lập tức dừng tay, các cường giả Văn Nhân tộc cũng không dám ra tay nữa. Đây là người có thể trở thành tộc trưởng kế nhiệm, không đùa được. Trong quá trình giao thủ nãy giờ, bọn họ vẫn nương tay chứ không dám dùng hết sức. Văn Nhân Lam nhìn xuống, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Văn Nhân Ý, tỉ tỉ. Văn Nhân Ý dịu dàng vuốt ve gò má nàng ta, thì thầm, xin lỗi muội. Văn Nhân Lam ôm chầm lấy tỷ tỷ mình, một hồi sau, Văn Nhân Ý nói với người đàn ông ở chân trời, đại bá, ta sẵn lòng trở về chịu phạt. Không được, Văn Nhân Lam la lên, tỷ không thể về chịu phạt. Văn Nhân Ý, năm ấy là Văn Nhân tộc ta bội ước, nếu ta không chịu phạt, liệu Nam Thiên tộc có chịu bỏ qua? Sai lầm do ta gây ra, hiển nhiên cũng nên do ta chịu trách nhiệm. Thấy Văn Nhân Lam còn muốn nói gì, nàng ấy lắc đầu, đừng đẩy gia tộc vào thế khó. Một mình ta làm vậy trước kia là đủ rồi. Muội về nói cho cha biết, ta không trách ông, vĩnh viễn không hề trách ông. Người đàn ông kia nghe vậy thì thở dài với sắc mặt phức tạp.
Nam Thiên tộc, trước kia bọn họ từng có hôn ước cùng Văn Nhân tộc, nhưng Văn Nhân ý lại bất ngờ thích Mộc Văn khiến cả hai tộc rơi vào tình thế lúng túng. Để cho Nam Thiên tộc một câu trả lời thỏa đáng, Văn Nhân tộc không thể không nhốt Văn Nhân ý vào thần lao. Hôm nay, nếu bọn họ thả Văn Nhân ý ra, Nam Thiên tộc ắt sẽ không hài lòng, có thể sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn giữa hai bên. Mấu chốt ở đây là Văn Nhân tộc hiện nay không bằng Nam Thiên tộc. Vì vậy, cho dù Văn Nhân ý đã hóa giải được khúc mắc trong lòng, nhưng Văn Nhân tộc vẫn phải tiếp tục giam giữ nàng ấy. Người đàn ông lại thở dài, nói, mời đại tiểu thư trở về, thấy nhóm người phía sau ông ta chuẩn bị ra tay, Văn Nhân Lam lập tức muốn đứng ra nhưng bị Văn Nhân ý ngăn lại. Văn Nhân Lam quính quáng, cuống cuồng chạy đến bắt lấy tay Diệp Huyên, người chắc chắn có cách. Người mau ra tay đi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy đau đầu. Nhà đầu ngốc này, cô tưởng ông đây là chìa khóa vạn năng chắc. Trong ánh mắt Văn Nhân Lam nhìn hắn mang theo khẩn cầu. Diệp Huyên không đáp lại. Văn Nhân ý thoáng nhìn hắn rồi lắc đầu cười, đừng làm khó dễ vị công tử này. Văn Nhân Lam vẫn không chịu buông tha, chỉ cần ngươi cứu tỷ tỷ, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên hỏi lại, thật chứ? Văn Nhân Lam gật đầu, đương nhiên. Người đàn ông trung niên bên kia im lặng quan sát Diệp Huyên. Ông ta là người nào? Tất nhiên đã biết thanh niên này không hề đơn giản. Đứng trước nhiều cường giả cao cấp như vậy mà vẫn không hề biến sắc, ung dung trấn định, tuyệt đối không phải người thường. Diệp Huyên vươn tay đẩy hai tấm mộc bài đến cho hai cô gái, không giấu gì hai người, ta là viện trưởng của thư viện Quan Huyên, đây là mộc bài của thư viện. Nếu hai người bằng lòng gia nhập, thì chuyện của hai người là chuyện của ta. Ai dám đụng vào đệ tử của Diệp Huyên này, ta là người đầu tiên không cho phép. Gia nhập thư viện. Hai cô gái đồng thời sửng sốt. Văn Nhân Lam cầm lấy một tấm mộc bài, nói ta bằng lòng gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô chắc chắn rồi chứ? Văn Nhân Lam gật đầu, chắc chắn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cứu được tỷ tỷ. Diệp Huyên gật đầu, đoạn nhìn sang Văn Nhân ý, ý cô nương thế nào? Văn Nhân ý im lặng. Văn Nhân Lam, tỷ tỷ. Một hồi sau, Văn Nhân ý cầm lấy một bài còn lại, ta bằng lòng. Diệp Huyên mỉm cười, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, hai người chính là đệ tử của thư viện Quan Huyên ta. Rồi hỏi Văn Nhân Lam, cô có biết vì sao cô không cứu được tỷ tỷ mình không? Văn Nhân Lam hạ giọng, ta không đủ mạnh. Diệp Huyên gật đầu, đó là một phần. Vấn đề lớn nhất là cô không có quyền lực. Nếu cô là tộc trưởng Văn Nhân tộc thì ai dám làm hại đến tỷ tỷ cô? Văn Nhân Lam ngạc nhiên. Người đàn ông bên kia biến sắc, nhìn Diệp Huyên một cách phòng bị. Mẹ nó, tên này không phải người tốt. Câu nói của Diệp Huyên khiến Văn Nhân Lam có điều suy tư. Diệp Huyên thì quay sang người đàn ông trung niên, tiền bối xưng hô thế nào? Ông ta không đáp, chỉ im lặng nhìn lại. Văn Nhân Lam lên tiếng, đây là đại bá Văn Nhân Tông của ta, đã đến hóa thần cảnh đỉnh cao, nhược điểm nằm ở thần hồn. Văn Nhân Tông sầm mặt. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta biết Văn Nhân tộc đang gặp khó khăn, chi bằng để các nàng đi theo ta, mọi nhân quả do ta gánh vác, cũng xem như cho tỷ muội họ một cơ hội. Ông thấy được không? Văn Nhân Lam nói với Văn Nhân Tông, đại bá, người giúp tỷ tỷ đi được không? Sau một hồi im lặng, Văn Nhân Tông thở dài, nha đầu à. Nói đoạn, ông ta bỗng quay sang hỏi Diệp Huyên, người trẻ tuổi, người chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu. Văn Nhân Tông im lặng hồi lâu rồi nói, chúng ta đi. Sau đó xoay người rời đi. Các cường giả phía sau nhanh chóng bước theo. Chỉ để lại Diệp Huyên và hai cô gái. Văn Nhân ý hỏi, công tử có biết Nam Thiên tộc không? Diệp Huyên lắc đầu. Văn Nhân ý mỉm cười, không biết mà vẫn hứa sẽ bảo vệ chúng ta sao? Diệp Huyên cười, các cô đã là học sinh của ta rồi. Trời sập có ta gánh. Rồi nhấc chân đi về phương xa, đi thôi. Văn Nhân ý nhìn theo bóng lưng hắn như có điều suy tư. Văn Nhân Lam đi đến cạnh nàng ấy, nhìn về phía Diệp Huyên, nói, tỷ à, có muốn tìm một người đàn ông nào thì cũng phải tìm người như hắn. Có trách nhiệm, giàu khí phách, đủ dữ dằn. Văn Nhân ý mỉm cười, dắt tay Văn Nhân Lam bước đi. Bỗng có tiếng Mộc Văn cất lên phía sau, tiểu ý.
Người được gọi không hề quay đầu, ta không quan tâm ngươi mạnh yếu ra sao, thân thế thế nào, ta chỉ để tâm đến trái tim của ngươi. Ấy vậy mà, ngay cả một tấm chân tình mà ngươi cũng không thể cho ta. Mộc Văn, ta vô cùng hối hận vì đã quen biết ngươi. Những lời này của nàng ấy khiến Mộc Văn hóa đá. Văn Nhân Lam quay đầu, tặng cho gã một cái nhếch mép khinh thường. Hai cô gái nhanh chóng biến mất. Để lại một Mộc Văn đứng như trời trồng. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đưa Văn Nhân Lam và Văn Nhân Ý về đến tiên bảo giới. Thấy hắn trở về, Tiêu Lan và Phu Ách đang lo sốt vó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên hỏi Phu Ách có liên lạc được với Tần Quan cô nương không? Ông ta cười khổ, không được. Diệp Huyên thở dài, có khi nào nàng ta cố ý không? Phu Ách không khỏi xấu hổ. Trước kia Tần Quan tuy bận rộn nhưng chưa bao giờ như lần này, đây là lần đầu tiên việc này xảy ra. Diệp Huyên, thôi, hai ông tiếp tục liên lạc đi. Rồi dẫn hai cô gái đi sang một bên. Phu Ách hiếu kỳ nhìn theo, các nàng là. Tiêu Lan trợn mắt quở, hỏi nhiều vậy làm gì, đừng có hỏi, biết chưa? Rồi xoay người rời đi. Phu Ách ngẩn ngơ, vì sao không thể hỏi? Tiêu Lan. Diệp Huyên đưa Văn Nhân Lam và Văn Nhân Ý đến vùng tinh không mình hay tu luyện, ba người ngồi xuống đối mặt nhau. Văn Nhân Lam tò mò nhìn hắn. Văn Nhân Ý thì giữ nét mặt bình thản, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên hỏi, Lam cô nương, có thể cho ta biết về cảnh giới được không? Văn Nhân Lam gật đầu, người hiện đang ở thượng cổ thành cảnh, phía trên có tổ thần cảnh và hóa thần cảnh. Ta hiện nay là bán bộ hóa thần, tỷ tỷ là tổ thần. Hóa thần. Diệp Huyên gật gù, ai là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ hiện nay của văn nhân tộc? Văn Nhân Lam chỉ vào bản thân ta. Diệp Huyên, cô có cơ hội trở thành tộc trưởng không? Văn Nhân Lam gật đầu, có, nhưng điều kiện là phải đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao, cực kỳ khó khăn. Không chỉ cần cơ duyên mà còn phải có tài lực khổng lồ. Nàng ta lắc đầu cười khổ, ít nhất phải có mấy tỷ trụ mạch, một con số ngay cả tộc ta cũng không thể tùy tiện lấy ra, cho dù có thì cũng sẽ không cho ta bây giờ. Nào ngờ Diệp Huyên vươn tay, đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ sang cho nàng ta. Bên trong chứa một tỷ trụ mạch. Văn Nhân Lam sửng sốt, ngươi. Diệp Huyên chỉ cười, đây là một tỷ, cô dùng trước, không đủ thì ta lấy thêm cho. Văn Nhân Lam nhìn hắn, cho ta ư. Diệp Huyên gật đầu. Văn Nhân Ý im lặng quan sát. Văn Nhân Lam mở to mắt, sao lại cho ta? Diệp Huyên, vì cô là đệ tử của ta. Văn Nhân Lam, ngươi tưởng ta dễ bị gạt lắm chắc. Diệp Huyên xòe tay ra, vậy cô nghĩ là vì sao? Văn Nhân Lam nói thẳng, có phải ngươi thích ta không? Hả? Diệp Huyên kinh ngạc hết sức. Văn Nhân Lam chừng hắn, thích thì cứ nói ra, vòng vo làm gì? Diệp Huyên cười khổ, trong đầu cô nghĩ cái gì vậy? Ta cho cô tiền là để cô nhanh chóng đạt đến hóa thần cảnh, trở về tranh giành vị trí trong gia tộc. Sau này cô thành tộc trưởng rồi, ta muốn nhờ cô hỗ trợ, giúp mở phân viện ở lãnh thổ gia tộc cô. Mà ta cũng có lắm kẻ địch, có gì cô giúp ta đánh một chút. Chỉ thế thôi. Nào ngờ Văn Nhân Lam bỗng gắt lên, sao ngươi lại không thích ta? Diệp Huyên cứng ngắc. Văn Nhân Lam còn muốn nói tiếp thì bị Văn Nhân Ý kéo lại. Nàng ấy liếc muội muội mình, có ai như muội không? Sau đó cười nói với Diệp Huyên, đó chính là mục đích thật sự của Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, ta muốn mở rộng thư viện. Văn Nhân Ý, là thư viện như thế nào? Có thể cho ta biết không? Diệp Huyên cười, được chứ? Sau đó nói cho nàng ấy biết dự định tổ chức thư viện của mình. Nghe xong, ánh mắt Văn Nhân Ý nhìn hắn có phần kỳ quái. Văn Nhân Ý thì đanh mặt hồi lâu mới hỏi, người nghiêm túc đấy chứ? Diệp Huyên gật đầu. Văn Nhân Ý, sẽ rất khó. Diệp Huyên mỉm cười, hành sự tại nhân. Văn Nhân Ý nhìn hắn một hồi lâu rồi gật đầu, ta tin ngươi. Diệp Huyên cười, cảm ơn cô. Văn Nhân Lam lên tiếng, nhưng, cho dù có tiền, ta cũng không thể đột phá đến hóa thần cảnh chỉ trong một thời gian ngắn được. Diệp Huyên, cô còn thiếu gì? Văn Nhân Lam hạ giọng, cơ duyên. Diệp Huyên chỉ đưa bút đại đạo sang, cầm lấy.
Văn Nhân Lam chần chừ, cho ta ư? Diệp Huyên đen mặt, bảo cô cầm, không phải cho. Má ơi! Cô nàng này nguy hiểm quá vậy. Da mặt dày ngang ngửa hắn chứ đùa. Văn Nhân Lam bĩu môi, đưa tay cầm lấy bút đại đạo. Một khắc sau, cây bút lập tức nâng cảnh giới của nàng ta lên hóa thần cảnh. Văn Nhân Lam sửng sốt không thôi, đây là... Diệp Huyên cười, cảm nhận hóa thần cảnh thử xem. Văn Nhân Lam nhắm mắt một hồi rồi mở ra, được rồi. Diệp Huyên. Nàng ta nhìn cây bút trong tay đầy quyến luyến. Diệp Huyên phải vội nói, trả cho ta được rồi. Văn Nhân Lam liếc hắn một cái, không cam tâm tình không nguyện mà trả bút. Diệp Huyên lập tức cất vào, hỏi nàng ta là mất bao lâu mới đạt đến hóa thần cảnh. Văn Nhân Lam ngẫm nghĩ một hồi, 10 năm. Diệp Huyên nhíu mày, 10 năm. Văn Nhân Lam chớp mắt, nhanh lắm rồi đấy. Văn Nhân Lam vươn tay gọi tiểu tháp xuất hiện, vào trong này tu luyện đi, một ngày là xong. Văn Nhân Lam ngẩn ra rồi lập tức vọt vào, nhưng chỉ một chốc sau, nàng ta lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người cũng định tặng ta cái tháp này sao? Vừa dứt lời đã vươn tay ra ôm chầm lấy tháp. Trông như sắp cướp đến nơi. Diệp Huyên. Thổ phỉ. Diệp Huyên đen mặt, sao Văn Nhân Lam này giống một nữ thổ phỉ thế? Lúc này, Văn Nhân Ý liếc Văn Nhân Lam, muội làm thế sẽ khiến Diệp công tử sợ đấy, buông tay ra. Văn Nhân Lam hơi không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Diệp Huyên vội vàng cất tiểu tháp đi. Người phụ nữ này quá nguy hiểm. Văn Nhân Lam đột nhiên tò mò nói, sao ngươi có nhiều bảo bối thế? Diệp Huyên cười đáp, gia truyền. Tiểu tháp. Văn Nhân Lam nhìn Diệp Huyên, sau đó trầm giọng nói, nếu ta tu luyện ở trong đó, nhiều nhất một ngày, ta sẽ có thể đạt đến hóa thần cảnh. Nhưng ta phải sử dụng tất cả trụ mạch của ngươi, ngươi thật sự đồng ý sao? Diệp Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Văn Nhân Lam im lặng một lát rồi nói, đợi sau khi ta trở thành tộc trưởng Văn Nhân tộc, ta sẽ trả ơn cho ngươi. Nói xong, nàng ta lập tức tiến vào trong tiểu tháp. Lúc này, Văn Nhân Ý đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi phải đề phòng Nam Thiên tộc. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, có thể giới thiệu cho ta về Nam Thiên tộc này không? Văn Nhân Ý gật đầu, sau đó giới thiệu về Văn Nhân tộc và Nam Thiên tộc cho Diệp Huyên. Một lúc sau, Diệp Huyên rơi vào trầm mặc. Văn Nhân Ý nhìn hắn, hối hận rồi à? Diệp Huyên lắc đầu cười nói, sao có thể? Trong mắt Văn Nhân Ý lộ vẻ phức tạp, ngươi là một người rất thần bí. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ý cô nương, nếu cô cần gì có thể nói với ta, còn Nam Thiên tộc, ta sẽ tự giải quyết. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Văn Nhân Ý nhìn Diệp Huyên rời đi với nét mặt phức tạp. Diệp Huyên vừa đi ra khỏi đại điện, Tiêu Lan kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Lan cất giọng nặng nề, Diệp công tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Huyên nhíu mày, chuyện gì? Nét mặt Tiêu Lan rất nặng nề, cường giả của tông tộc đến. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó nói, cường giả của tông tộc đến. Tiêu Lan gật đầu, người đến không có ý tốt. Người đến không có ý tốt. Nét mặt Diệp Huyên trở nên hơi kỳ lạ, chẳng lẽ Tông Bạch xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, trên bầu trời của Tiên Bảo Thành xuất hiện mười mấy uy áp đáng sợ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời có một người đàn ông xé không gian đi ra. Diệp Huyên biết người đó, chính là Thất Thiếu Gia kia. Thất Thiếu Gia nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cười nói, thì ra là Thất Thiếu Gia. Thất Thiếu Gia nhìn xung quanh, sau đó cười nói, chắc chắn Diệp công tử đang tò mò vì sao tỷ tỷ của ta không đến, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Thất Thiếu Gia cười nói, nàng đã bị nhốt lại, không thể đến đây nữa. Bị nhốt lại. Diệp Huyên nhíu mày, tông tộc của ngươi nhốt nàng lại. Thất Thiếu Gia gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Thất Thiếu Gia lắc đầu, sau khi trở về tộc, nàng cứ cầu xin chúng ta đừng nhằm vào ngươi nữa, cũng lập tức dừng việc nhằm vào Tiên Bảo Các. Nói đến đây, gã ta khẽ thở dài, đúng là nữ nhân, tóc dài, kiến thức ngắn. Diệp Huyên. Thất Thiếu Gia cười nói,
Diệp công tử, thật ra với cá nhân ta thấy ngươi rất đáng khen, nhưng... Gã ta khẽ lắc đầu, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp huynh, ra đi thanh thản. Dứt lời, gã ta vung tay phải. Một cường giả thượng cổ thần cảnh sau lưng gã ta lập tức xông về phía Diệp Huyên, nhưng cường giả này còn chưa đến được trước mặt Diệp Huyên đã lập tức rơi đầu, máu tươi như suối bắn lên cao. Bị giết chết trong nháy mắt. Thất thiếu gia sửng sốt. Bị giết trong nháy mắt. Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên với vẻ ngạc nhiên, ngươi mạnh đến thế sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đúng thế. Thất thiếu gia do dự hỏi, ngươi, có thể đánh mấy người? Diệp Huyên nhìn đám người thất thiếu gia, sau đó cười nói, các ngươi cùng lên đi. Nghe vậy, sắc mặt thất thiếu gia lập tức thay đổi, gã ta vội nói, Diệp Huynh, làm phiền rồi. Nói xong, gã ta xoay người muốn bỏ chạy. Mà lúc này, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày của gã ta. Nét mặt thất thiếu gia cứng đờ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đi đến tông tộc. Đi đến tông tộc. Thất thiếu gia trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt thất thiếu gia, hắn đặt tay phải lên bả vai gã ta, một khắc sau, hắn điều động kiếm thanh huyên, sau đó, hắn và thất thiếu gia đồng thời biến mất, vào khoảnh khắc hắn biến mất, một thanh kiếm đột nhiên lướt qua. Trong nháy mắt, những cường giả tông tộc ở đây đều bị tiêu diệt. Bên dưới, Tiêu Lan và Phu Ách đều sững sờ. Diệp thiếu mạnh như thế từ bao giờ vậy? Lúc này, hai người cảm thấy vô cùng rung động. Bây giờ Diệp thiếu giết cường giả thượng cổ thần cảnh chẳng khác nào giết gà cả. Một lát sau, Tiêu Lan nghiêm túc nói, không hổ là người các chủ vừa ý. Diệp Huyên dùng kiếm thanh huyên đưa thất thiếu ra đi thẳng đến tông tộc, vừa đến nơi, mười mấy hơi thở mạnh mẽ đáng sợ đã bao vây lấy hắn. Thượng cổ thần cảnh. Trên bầu trời tông tộc, Diệp Huyên buông thất thiếu ra ra. Gã ta nhìn Diệp Huyên, người có biết mình đang làm gì không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thất thiếu gia, đương nhiên ta biết ta đang làm gì rồi. Thất thiếu gia nói với giọng điệu nặng nề, bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp đấy. Diệp Huyên cười to, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nói xong, hắn xoay người, lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hắn, người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người. Diệp Huyên vung tay áo. Xoẹt. Một tia kiếm quang đột nhiên lướt qua, người đàn ông trung niên kia còn chưa nói xong đã bị rơi đầu. Giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, thất thiếu gia trợn mắt, trong mắt đầy sự sợ hãi, ngươi. Diệp Huyên nhìn xuống tông tộc bên dưới, bình tĩnh hỏi, có người nào mạnh một chút không? Tông tộc. Lúc này, một uy áp đột nhiên xuất hiện, một khắc sau, một người trung niên mặc áo gấm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đó chính là tộc trưởng của tông tộc Tông Thủ. Tông Thủ nhìn Diệp Huyên, người dám một mình đến tông tộc của ta, đúng là to gan. Diệp Huyên bật cười, bớt nói nhảm lại, không phải tông tộc của ông muốn giết ta à? Diệp Huyên ta ở đây, đến giết đi. Dứt lời, kiếm thanh huyên trong tay hắn chợt bay ra. Vụt! Một tia kiếm quang như sấm chớp lóe lên. Chiêu kiếm này nhanh đến mức khiến Tông Thủ thay đổi sắc mặt. Ông ta mở tay phải, một lá chắn màu đen xuất hiện. Ầm. Lá chắn rung động dữ dội, sau đó nổ tung, Tông Thủ đứng sau lá chắn lập tức bị đánh bay cả nghìn trượng. Nhìn thấy lá chắn màu đen vỡ tan tành, Tông Thủ sửng sốt, sao có thể chứ? Diệp Huyên ở phía xa không hề nhiều lời, hắn vung tay áo tiếp tục chém một kiếm. Xoẹt. Kiếm quang chém tới trước mặt Tông Thủ trợn mắt. Trong mắt ông ta lộ vẻ dữ tợn, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đánh ra một quyền. Ầm. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong cú đấm tuôn trào như nước lũ. Nhưng lực lượng này vừa tiếp xúc với kiếm thanh huyên của Diệp Huyên thì lập tức tán loạn, một khắc sau, Tông Thủ bị đánh xa mấy nghìn trượng, không gian trước mặt ông ta và Diệp Huyên biến thành một hố sâu, cực kỳ đáng sợ. Tông Thủ bị Diệp Huyên dùng một kiếm chém lui, sau khi dừng lại, ông ta ngơ ngác nói, ngươi mạnh đến thế sao? Không thể không nói, lúc này ông ta vô cùng ngạc nhiên. Không phải tin tình báo trước đó nói Diệp Huyên đánh nhau với một cường giả cổ thần cảnh cũng rất khó khăn sao? Sao bây giờ lại trở nên mạnh thế? Lúc này đối diện với Diệp Huyên,
ông ta có một cảm giác vô lực, đặc biệt là thanh kiếm kia của Diệp Huyên, nó quá đáng sợ, ông ta hoàn toàn không dám chống lại, một khi đỡ nó, không chết cũng sẽ bị thương. Diệp Huyên ở phía xa rất bình tĩnh, dường như ông rất bất ngờ vì thực lực của ta. Tông thủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trước kia ngươi giả vờ yếu thế. Diệp Huyên cười khẽ, không đáp lời. Hắn đột nhiên biến mất, phía xa, con ngươi của tông thủ chợt co lại, ông ta chắp hai tay, một khắc sau, một lá chắn lớn màu vàng đột nhiên bay ra từ giữa chân mày của ông ta, lá chắn rung động dữ dội, tia sáng vàng bao quanh. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên cũng đã đến. Ầm. Kiếm quang bùng nổ, kim quang cũng lập tức tán loạn, một khắc sau, kiếm Thanh Huyên đâm thẳng lên trên lá chắn. Oanh. Lá chắn màu vàng rung động dữ dội, sau đó, nó lập tức nứt ra, thấy cảnh này, con người của tông thủ lập tức nhỏ lại như mũi kim, lúc này, toàn bộ lá chắn ầm ầm vỡ tan. Ầm. Dưới ánh nhìn của vô số cường giả, tông thủ lùi lại hơn 10.000 trượng, vừa mới dừng lại, hai tay ông ta lập tức nổ tung, biến thành hư vô, cùng lúc đó, một thanh kiếm lại chém đến trước mặt ông ta. Thấy kiếm chém đến, tông thủ hoảng hốt. Lúc này ông ta đã không còn sức ngăn cản chiêu kiếm này nữa rồi. Vào thời khắc mấu chốt đó, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt tông thủ, trong mắt lão ta có sát khí lóe lên, lão ta đánh một quyền về phía trước, quyền ấn lao đi. Ầm. Quyền ấn thì khiến kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên phải dừng lại, nhưng một khắc sau, quyền ấn lập tức vỡ tan, kiếm Thanh Huyên lao nhanh, chém thẳng về phía ông lão. Nhìn thấy cảnh này, ông lão cũng thầm thấy hoảng hốt. Rốt cuộc đây là thanh kiếm gì? Vì sao lại vô địch như thế? Diệp Huyên ở phía xa đang định ra tay một lần nữa thì ông lão chợt cất lời, đợi đã. Nhưng Diệp Huyên hoàn toàn không dừng lại, tiếp tục chém tới một kiếm. Oanh! Ông lão bị chém lui 10.000 trượng. Diệp Huyên còn muốn ra tay, ông lão đột nhiên nói, các hạ, tông tộc ta có quen biết với Dương tộc. Dương tộc! Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Hắn nhìn về phía ông lão, ông biết Dương tộc à? Nghe vậy, ông lão thầm thấy yên tâm, lão ta nhìn Diệp Huyên, đúng thế, tông tộc ta và Dương tộc quen biết mấy đời rồi. Quen biết mấy đời? Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ nghi ngờ. Rõ ràng đây là chuyện không thể nào. Nếu những người này có quen biết với Dương tộc thì không có lý do gì không nhận ra huyết mạch phong ma của hắn cả. Diệp Huyên lắc đầu, dù ông có biết Dương tộc hay không. Hôm nay ta vẫn sẽ tiêu diệt tông tộc của ông. Ông lão đột nhiên nổi giận, hôm nay nếu ngươi dám động vào tông tộc ta, Dương tộc chắc chắn sẽ tiêu diệt thập tộc nhà ngươi Diệp Huyên. Nghe thấy lời này của ông lão, Diệp Huyên cũng hoàn toàn cạn lời. Dương tộc tiêu diệt thập tộc của hắn. Cái quái gì vậy? Lúc này, ông lão kia đột nhiên nói, các hạ, vuốt mặt cũng phải nể mũi, Dương tộc. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời ông lão. Không nhịn được nói, Dương tộc ghê gớm lắm à. Nghe vậy, ông lão sửng sốt, sau đó lão ta giận dữ nói, ngươi dám khinh thường Dương tộc. Không ngờ ngươi lại dám khinh thường Dương tộc, ngươi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi có biết Dương tộc là một tồn tại thế nào không? Đây là... Diệp Huyên đột nhiên vung kiếm chém ra. Thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, lão ta quát một tiếng rồi xông về phía trước. Sau đó lại đánh ra một quyền, cú đấm đánh tới, một lực lượng đáng sợ lập tức tựa như nước lũ cuộn trào từ trong cú đấm của lão ta. Thời không xung quanh lập tức sôi trào vặn vẹo. Ầm. Một tia kiếm quang vỡ tan, ông lão kia bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lùi mấy nghìn trượng, ông ta vừa dừng lại đã có một thanh kiếm chém tới, nhanh tựa tia chớp. Ông lão đột nhiên trợn mắt, đối mặt với chiêu kiếm đáng sợ của Diệp Huyên, ông lão vô cùng sợ hãi. Vì kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên thật sự rất sắc bén. Khi nãy sau khi dùng một quyền để đỡ kiếm, toàn bộ cánh tay phải của lão ta đều suýt bị chém đứt. Lúc này, tông thủ đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão, trong mắt ông ta có sát khí lóe lên, sau đó ông ta quát một tiếng, đấm về phía Diệp Huyên. Oanh! Cú đấm đánh ra, một lực lượng đáng sợ tựa như núi lửa bùng nổ xuất hiện. Ầm! Kiếm quang lại vỡ tan. Nổ tung phía chân trời tựa như pháo hoa, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trở nên hỗn loạn. Tông thủ bị chém bay mấy nghìn trượng, ông ta dừng lại, thân thể đã hoàn toàn vỡ tan. Thấy Diệp Huyên muốn ra tay một lần nữa,
Tông thủ đột nhiên hét to tế trận. Tế trận. Oanh. Ông ta vừa dứt lời, trong tông tộc bên dưới có một cột sáng bay lên cao. Diệp Huyên trên không trung khẽ nhíu mày, chém xuống một kiếm. Ầm. Chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ đáng sợ, sau đó, Diệp Huyên lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn xuống tông tộc bên dưới, lúc này, lại có một cột sáng phóng lên cao. Diệp Huyên trên không trung khẽ nhíu mày, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên chém thẳng xuống. Kiếm quang tựa như thác nước đổ xuống từ chân trời. Oanh! Chiêu kiếm này thẳng thừng chém vỡ cột sáng vừa phóng lên cao kia, Diệp Huyên đang muốn xuất kiếm một lần nữa thì thời không trên đầu hắn đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một bàn tay hư ảo xuất hiện. Diệp Huyên híp mắt, hắn vung tay trái, kiếm quang phóng lên cao. Kiếm ý nhân gian. Ầm. Kiếm quang đáng sợ kia vừa bay lên cao, bàn tay khổng lồ lập tức biến thành mảnh vụn, trên bầu trời của tông tộc không ngừng xuất hiện tiếng nổ vang, xung quanh rất hỗn loạn. Lúc này, tông thủ đột nhiên hét lên, giết hắn. Ông ta vừa dứt lời, bên dưới tông tộc lại có vô số cột sáng bắn lên, nhắm thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng ở chân trời hơi nhíu mày, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, hắn đang định xuất kiếm thì chợt nghĩ đến điều gì đó, cho nên đột nhiên dừng lại. Vì sao hắn phải xuất kiếm? Xuất kiếm chỉ tốn sức mà thôi. Hắn có chiến giáp của nhị nha, hoàn toàn không cần xuất kiếm. Nghĩ thế, hắn lập tức dừng tấn công, mặc cho vô số tia sáng trắng kia lần lượt đánh lên người, trong nháy mắt, hắn bị một vùng sáng trắng bao phủ. Ầm. Chân trời có tiếng nổ không ngừng vang lên. Nhìn thấy cảnh này, tông thủ và ông lão đều sửng sốt. Không phòng ngự. Vùng sáng trắng trên trời nhanh chóng tản đi, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt mọi người, khi nhìn thấy hắn, tông thủ và ông lão đều ngơ ngác. Vì Diệp Huyên không bị làm sao cả. Tông thủ nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, ngươi. Diệp Huyên phủi quần áo, sau đó nói, chỉ thế thôi à. Chỉ thế thôi à. Xung quanh im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lúc này, tông thủ lại hét to, khởi động tất cả trận pháp. Khởi động tất cả trận pháp. Ông ta vừa dứt lời, bên trong tông tộc lập tức có những lực lượng đáng sợ phóng lên cao, trong nháy mắt, những uy áp dữ dội bằng đầu càn quét khắp chư thiên vạn giới. Diệp Huyên ở chân trời thì chỉ khép hờ mắt, không hề tránh né, mặc cho vô số lực lượng đánh về phía mình. Diệp Huyên nhanh chóng bị những lực lượng đáng sợ kia bao phủ một lần nữa. Tất cả cường giả tông tộc xung quanh đều nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không lâu sau đó, không gian nơi hắn đứng bình thường trở lại, Diệp Huyên xuất hiện trước mắt mọi người, lúc nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt tất cả cường giả tông tộc xung quanh đều trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyên vẫn không có vấn đề gì, tông thủ nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, quá bất thường. Diệp Huyên cười khẽ, chỉ vậy thôi sao? Tông thủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hét to, rốt cuộc ngươi đang mặc thần vật gì? Diệp Huyên híp mắt, một khắc sau, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên bay ra. Xoẹt. Kiếm quang tựa như tia chớp. Sắc mặt tông thủ lập tức thay đổi, ông ta tránh về phía sau, muốn tránh khỏi chiêu kiếm này của Diệp Huyên, vì bây giờ ông ta chỉ còn lại linh hồn, hoàn toàn không thể đỡ được kiếm của Diệp Huyên. Hơn nữa, ông ta còn sợ hãi phát hiện, kiếm của Diệp Huyên có khả năng kiềm chế linh hồn rất mạnh. Thấy kiếm chém tới, tông thủ đã sợ hãi đến cực độ. Lúc này, ông lão kia đột nhiên chắn trước mặt tông thủ, lão ta hét lên, liên hệ với Dương tộc. Nói xong, lão ta xoay người nhìn chiêu kiếm đang chém tới kia, đột nhiên siết chặt hai tay. Oanh! Một ngọn lửa đáng sợ phóng lên cao từ trong cơ thể lão ta. Thiêu đốt thân thể. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, một khắc sau, lại có một hơi thở đáng sợ phóng lên cao từ trong cơ thể của lão ta. Ầm. Trong nháy mắt, chiêu kiếm kia của Diệp Huyên lập tức bị một hơi thở đánh bay. Diệp Huyên ở phía xa mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên mang theo một tia kiếm quang quay lại trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn ông lão, lúc này, ông lão không chỉ thiêu đốt thân thể mà còn thiêu đốt cả linh hồn. Đúng là liều mạng. Sau khi ông lão thiêu đốt linh hồn, khí thế của lão ta điên cuồng dâng lên,
Trong nháy mắt, khí thế của lão ta đã đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ. Những cường giả tông tộc khác đều tỏ vẻ đau khổ. Thiêu đốt thân thể. Thiêu đốt linh hồn. Có nghĩa là chết chắc. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy sự căm hận. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ông già, ta thấy khá khó hiểu, rốt cuộc ông đang oán hận cái gì? Hình như là các người muốn giết ta trước mà, vì sao ông lại làm như ta rất có lỗi thế? Ông lão gằn giọng, tông tộc ta đã chịu thua rồi, người cần gì phải đuổi cùng giết tận? Diệp Huyên nhíu mày, không phải trước đó ta vẫn luôn chịu thua à? Các người có bỏ qua cho ta không? Hình như là không. Ông lão tức giận chỉ vào Diệp Huyên, ngươi đừng có nói nhảm với lão phu, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi ư. Ta cho ngươi biết, chỉ cần Dương tộc đến, ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Diệp Huyên khẽ thở dài, ta đề nghị ông đừng gọi, thật đấy. Ông lão giận quá hóa cười, sợ. Ngươi sợ à? Diệp Huyên. Lúc này, tông thủ kia đột nhiên mở lòng bàn tay, một lệnh bài nhỏ đột nhiên bay lên không trung, đi thẳng vào nơi sâu trong tinh không. Diệp Huyên im lặng nhìn tông thủ. Ông lão đột nhiên mở lòng bàn tay, sau đó siết chặt lại. Ầm. Trong nháy mắt, một lực lượng đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ từ trong tay lão ta, sau đó, toàn bộ tông tộc đều rung động. Diệp Huyên ở phía xa vẫn rất bình tĩnh, kiếm thanh huyên trong tay hắn khẽ rung động. Lúc này, ông lão đột nhiên hét to, chết đi cho lão phu. Dứt lời, lão ta xông về phía trước. Đánh ra một quyền. Cú đấm này chứa đựng một khí thế ngút trời như tia chớp, nhắm thẳng vào Diệp Huyên. Diệp Huyên phía xa đột nhiên xông lên, chém xuống một kiếm. Vụt. Chiêu kiếm của Diệp Huyên thẳng thừng chém vỡ quyền ấn kia. Lúc này, ông lão đã xông thẳng đến trước mặt Diệp Huyên, đấm một phát vào mặt hắn, Diệp Huyên xoay tay phải, chém ra một vùng kiếm quang. Ầm. Ông lão bị chiêu kiếm này của hắn chém ra xa mấy nghìn trượng. Lúc dừng lại, lão ta rất sửng sốt. Ông lão không ngờ lão ta đã thiêu đốt cả thân thể và linh hồn vẫn không phải là đối thủ của Diệp Huyên. Ông lão nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, sắc mặt lão ta vô cùng khó coi. Trên người Diệp Huyên có hai món thần vật, một là thanh kiếm này, vũ khí tấn công, vô địch, còn có một thần khí phòng ngự thần bí. Thần khí phòng ngự này cũng vô cùng cứng rắn. Thật ra quá phi thường. Có vũ khí và lá chắn mạnh nhất. Như thế thì đánh kiểu gì? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, khí thế quanh người lão ta ngày càng mạnh hơn, nhưng dù thế cũng không có tác dụng gì cả, vì lão ta không thể phá vỡ phòng ngự của Diệp Huyên. Nhưng kiếm của Diệp Huyên lại có thể phá vỡ tất cả thần vật phòng ngự của bọn họ. Làm sao đánh thắng được đây? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ông đừng ngây người ra đó. Bây giờ ông đang thiêu đốt linh hồn, nếu ông còn không đánh thì linh hồn của ông sẽ bị cháy sạch đấy. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão nổi giận, Diệp Huyên, người hống hách cái gì chứ? Diệp Huyên lắc đầu, ông già này, tính tình ông nóng nảy như thế, sao có thể đạt đến tổ thần cảnh vậy? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, siết chặt hai tay, thân thể lão ta đã mất, linh hồn cũng vô cùng mờ ảo. Rõ ràng là lão ta không kiên trì được bao lâu nữa. Đương nhiên lão ta muốn ra tay, nhưng lão ta biết rõ dù mình có dốc hết sức lực cũng không thể làm gì được Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, nếu ông không ra tay thì đến lượt ta. Nói xong, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Con người của ông lão phía xa chợt co lại, lão ta quát lên một tiếng, chắp hai tay vào nhau, đánh một ấn về phía trước. Ầm. Trong nháy mắt, một lực lượng mạnh mẽ cuộn trào từ trong người ông lão, nhưng lực lượng này vừa chạm vào kiếm của Diệp Huyên đã lập tức vỡ tan, sau đó, lão ta cũng lùi lại mấy nghìn trượng. Khi dừng lại, linh hồn của lão ta đã hư ảo đến gần như trong suốt. Diệp Huyên nhìn ông lão, đang định ra tay một lần nữa thì sâu trong tinh không xa xôi đột nhiên xuất hiện một khí thế đáng sợ, không gian nơi khí thế đi qua đều bắt đầu sôi trào. Diệp Huyên cau mày. Ông lão đột nhiên ngẩng đầu, một khắc sau, lão ta cười một cách điên cuồng, Diệp Huyên, cường giả Dương tộc đến rồi. Cường giả Dương tộc đến rồi, ngươi chết chắc, ha ha. Đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thời không nơi chân trời xa xôi đột nhiên nứt ra, một khắc sau,
một ông lão mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Vào khoảnh khắc ông ta xuất hiện, toàn bộ hư không đều rung động, sau đó trở nên hư ảo. Cường giả bán bộ hóa thần cảnh. Ông lão vừa xuất hiện, một uy thế đã cuộn trào từ nơi chân trời như sóng biển, uy thế mạnh mẽ như núi lớn đè xuống, vô số cường giả đang có mặt đều phải nín thở. Mọi người thầm thấy kinh hãi. Đây là cường giả đến từ Dương tộc sao? Quá đáng sợ. Còn ông lão của tông tộc và tông thủ thì điên cuồng cười to, vô cùng hưng phấn. Diệp Huyên phóng thích kiếm ý nhân gian của mình, kiếm ý dễ dàng chống lại uy thế của ông lão kia, hắn nhìn ông lão áo đen, không nói gì. Bên dưới, ông lão và tông thủ cùng với các cường giả của tông tộc đều như nhìn thấy cứu tinh. Dương tộc. Ông lão tông tộc vội vàng cúi người hành lễ, bái kiến tôn thượng. Mấy người nhóm tông thủ cũng vội vàng hành lễ, nét mặt vô cùng cung kính. Nét mặt ông lão áo đen rất bình tĩnh, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là người dám khinh thường Dương tộc ta đúng không? Diệp Huyên không nói nhiều, hắn mở lòng bàn tay, huyết mạch chi lực bay ra từ trong tay hắn, trong nháy mắt, uy áp huyết mạch của hắn lập tức bao phủ xung quanh, cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên là hắn muốn trực tiếp thể hiện thân phận của mình, dù sao hắn cũng là thiếu chủ của Dương tộc, không thể xảy ra hiểu lầm gì với cường giả của Dương tộc được, đó chẳng phải là hành động ngu ngốc sao. Thấy huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, ông lão áo đen nhíu mày, ngươi có ý gì? Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, ông không biết huyết mạch của ta à? Ông lão áo đen cười nhạt, lão phu phải biết huyết mạch của ngươi sao? Diệp Huyên im lặng. Không đúng. Người này không biết huyết mạch phong ma của hắn. Quá bất thường. Chẳng lẽ đối phương không phải người của Dương tộc nhà mình? Chẳng lẽ hắn nhầm lẫn gì đó? Trong lòng Diệp Huyên hiện lên sự nghi ngờ. Lúc này, ông lão áo đen kia lạnh lùng nói, chàng trai trẻ, người có biết tông tộc này được Dương tộc ta bảo vệ không? Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn ông lão áo đen. Cất tiếng hỏi, tộc trưởng của Dương tộc các ông là kiếm chủ áo xanh đúng không? Ông lão áo đen nhíu mày, sao ngươi lại biết kiếm chủ? Nghe vậy, Diệp Huyên sa sầm mặt, nếu ông là người của Dương tộc thì tại sao lại không nhận ra ta? Ông lão áo đen híp mắt, ta là người của Dương tộc thì phải nhận ra ngươi à? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, sau đó hắn mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện, ông có biết thứ này không? Ông lão áo đen lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Diệp Huyên. Tiểu tháp đột nhiên thở dài, tiểu chủ, có lẽ người này chỉ là một tên lâu la ở Dương tộc thôi, người đừng hỏi ông ta nữa. Ông ta hoàn toàn không biết ta và người. Người nói thẳng đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, hắn nhìn về phía ông lão áo đen, ông từng gặp kiếm chủ áo xanh chưa? Ông lão áo đen cười nhạt, đương nhiên là gặp rồi. Diệp Huyên nhìn ông ta, ông không cảm thấy ta và ông ấy rất giống nhau à? Ông lão áo đen quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó, ông ta nổi giận, tên danh con, ngươi còn muốn lừa gạt ta à? Sao, ngươi muốn nói với ta ngươi là nhi tử của kiếm chủ áo xanh đúng không? Đúng là buồn cười, người đời ai không biết kiếm chủ chỉ có một nữ nhi? Ngươi đúng là to gan. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu tháp khẽ thở dài, bi kịch quá. Ông lão áo đen đang nổi giận đột nhiên vung tay áo, một lực lượng đáng sợ đánh về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên ở phía xa hơi nhíu mày, hắn xông về phía trước, chém xuống một kiếm. Vụt! Kiếm quang lập tức đánh tan lực lượng đáng sợ kia. Thấy cảnh này, ông lão áo đen nhíu mày, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên lạnh lùng nói, ta đề nghị ông nên liên lạc với Dương tộc. Ông lão áo đen gằn giọng. Ngươi xứng để cường giả cao cấp của Dương tộc ta ra tay sao? Diệp Huyên hơi đau đầu. Ông có thể đừng cố chấp như thế không? Ông liên lạc thử thì chết à? Ông, nhưng ông lão áo đen lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức xông về phía hắn. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lùng, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên chém thẳng về phía trước. Kiếm quang vỡ tan, ông lão áo đen kia bị đánh bay mấy trăm trượng, lúc này. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên cầm lấy bút đại đạo, sau đó vung lên. Vụt! Một tia bút phong xuất hiện. Ông lão áo đen phía xa chợt trợn mắt, ông ta chắp hai tay, nhanh chóng mặc niệm thần chú. Một khắc sau,
ông ta ngẩng đầu, một tia sáng đen bay ra từ trong cơ thể ông ta, ngăn chặn bút phong kia. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, vô số tia sáng đen vỡ tan, ông lão áo đen bị đánh bay sang nghìn trượng, ông ta vừa mới dừng lại, kiếm Thanh Huyên đã chém tới. Trong mắt ông lão áo đen lộ vẻ hoảng sợ, ông ta mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện, cổ tay ông ta khẽ run, trường thương đâm ra như tia chớp. Ầm! Trường thương của ông lão áo đen đâm thẳng lên kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên, toàn bộ tông tộc rung động dữ dội, sau đó nhanh chóng trở nên hư ảo, mà lúc này, trường thương trong tay ông lão áo đen đột nhiên vỡ vụn, tung bay đầy trời. Ầm! Vào khoảnh khắc trường thương vỡ tan, ông lão áo đen bị đánh bay cả nghìn trượng, vừa dừng lại, cánh tay ông ta đã bị nứt, cùng lúc đó, kiếm Thanh Huyên đâm thẳng vào giữa mi tâm ông ta. Xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Ông lão của tông tộc và tộc trưởng tông thủ đều nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin. Lúc này ông lão áo đen cũng sửng sốt. Một cường giả bán bộ hóa thần cảnh như ông ta lại thua một người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới thượng cổ thần cảnh. Ông lão áo đen run rẩy nói, không thể nào. Nét mặt Diệp Huyên không chút cảm xung, hắn vung tay áo. Ầm. Thân thể của ông lão áo đen lập tức vỡ tan. Vào lúc linh hồn của ông lão áo đen sắp hoàn toàn tan biến, ông ta đột nhiên lấy một lệnh bài ra, lệnh bài kia biến thành một tia sáng phóng lên cao. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn lệnh bài kia, gọi người à. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đúng đấy. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì gọi đi. Ông lão áo đen nhìn bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, cười nhạt, thì ra ngươi dựa vào bút đại đạo này, ta cho ngươi biết, Dương tộc ta không sợ bút đại đạo đâu. Không nói đến việc cây bút này của ngươi chỉ là phân thân, dù bản thể của nó đến đây, nó nhìn thấy Dương tộc ta cũng phải quỳ lạy. Diệp Huyên. Mẹ kiếp. Bút đại đạo đột nhiên nói, ta có thể giết chết ông ta không? Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, không phải huynh không thể ra tay tùy tiện à? Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, đúng là thế, vậy ta sẽ cho ông ta một bài học. Diệp Huyên. Ông lão áo đen còn muốn nói gì đó. Diệp Huyên đột nhiên vung tay áo, một thanh kiếm đâm thẳng vào miệng ông ta, khiến ông ta phải nuốt lại lời muốn nói. Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, im miệng. Ông lão áo đen. Như nhớ ra điều gì, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía ông lão tông tộc kia, lúc này, linh hồn và thân thể của lão ta đang ngày càng mờ ảo. Diệp Huyên nhíu mày, ông không dừng thiêu đốt linh hồn được à? Ông lão. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Người cho rằng ai cũng thiêu đốt linh hồn như đang chơi đồ hàng giống người, nói dừng là dừng à. Một khi thiêu đốt linh hồn sẽ không dừng lại được. Diệp Huyên nhìn ông lão, vậy ông cứ từ từ chết đi. Ông lão đột nhiên cười to, cười rất điên cuồng, Diệp Huyên, người nghĩ người có bút đại đạo làm chỗ dựa là có thể vô địch thiên hạ ư. Ta cho người biết, người không thể tưởng tượng nổi thực lực của Dương tộc mạnh đến mức nào đâu, giống như lời tiền bối khi nãy nói, đừng nói nó chỉ là phân thân. Dù bản thể có ở đây, Dương tộc cũng không sợ. Bút đại đạo. Diệp Huyên không nói gì. Ông lão kia gằn giọng, Diệp Huyên, ta chắc chắn sẽ chết, nhưng ta cho ngươi biết, trước khi chết, ta nhất định phải nhìn ngươi chết trước. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc này, sâu trong tinh không trên đầu mọi người có một khí thế đáng sợ xuất hiện, toàn bộ tinh hà lập tức sôi trào. Đến rồi. Lúc này. Ông lão tông tộc kia đột nhiên cười to, lão ta cười rất điên cuồng, đến rồi. Cường giả thật sự của Dương tộc đến rồi. Diệp Huyên nhìn về phái sâu trong tinh không, lúc này, một uy áp vô hình đã kéo tới, uy áp này vượt xa hóa thần cảnh. Chỉ là uy áp đã khiến vô số người ở đây không thở nổi. Quá mạnh mẽ. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Cường giả vượt qua hóa thần cảnh. Thấy người đàn ông trung niên này, ông lão áo đen ở bên cạnh lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, bái kiến trương sứ. Nhưng người đàn ông trung niên kia lại chẳng thèm quan tâm đến ông ta, y chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, quỳ xuống dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, người phụ trách vũ trụ thượng thần trương sứ bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ! Nghe thấy lời này, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh như không có sự sống. Thiếu chủ! Nghe thấy lời của trương sứ, ông lão áo đen và ông lão của tông tộc lập tức hóa đá.
Diệp Huyên ở phía xa nhìn Trương Sứ, ông biết ta à? Trương Sứ gật đầu, cung kính nói, đương nhiên, thiếu chủ của Dương tộc chúng ta, sao ta có thể không nhận ra được? Diệp Huyên chỉ ông lão áo đen phía xa, vì sao ông ta không nhận ra ta? Trương Sứ cười khổ, ông ta không phải người của Dương tộc. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, không phải người của Dương tộc. Trương Sứ gật đầu, ông ta chỉ là tiểu nhân vật của một thế lực phụ thuộc Dương tộc ta mà thôi, hoàn toàn không có quan hệ gì với Dương tộc. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão áo đen, ông ta run rẩy nói, Trương Sứ, hắn thật sự là thiếu chủ ư? Trương Sứ lạnh lùng đáp, có phải ông cảm thấy ta thích lừa người khác lắm không? Nét mặt ông lão áo đen cứng đờ, một lát sau, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười khổ, thiếu chủ, nếu cậu đã là thiếu chủ của Dương tộc, vậy vì sao cậu không nói sớm? Diệp Huyên cười hỏi ngược lại, ta không nói à? Ta nói rồi đấy thôi. Mà ông trả lời ta thế nào? Ông trả lời là, kiếm chủ chỉ có con gái, không có con trai, đây là ông nói đúng không? Ông lão áo đen. Diệp Huyên lại nhìn về phía ông lão của tông tộc, lúc này, linh hồn của lão ta đã bị thiêu đốt đến mức trong suốt, tựa như một luồng khói xanh, có thể biến mất theo gió bất cứ lúc nào. Ông lão nhìn Diệp Huyên, thú vị lắm sao? Thú vị lắm à? Diệp Huyên khẽ cười, xoay người rời đi. Trương Sứ ở phía sau im lặng một lát, sau đó ông ta đột nhiên nâng tay phải, một khắc sau, 10 hơi thở đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Trương Sứ lạnh lùng cất tiếng, giết. Nói xong, ông ta đi theo Diệp Huyên ở phía xa. Ông lão ở sau lưng gào thét, Diệp Huyên, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi chết không tử tế, ta nguyền rủa Dương tộc của ngươi diệt vong, thiên đạo trên cao, không phải không có báo ứng, mà là chưa đến lúc. Không tin ngươi cứ ngẩng đầu nhìn xem, thiên đạo có bỏ qua cho ai chưa, ngươi. Oanh! Một tia thần lôi đột nhiên đánh lên đầu ông lão, ông ta lập tức bị tiêu diệt. Một lát sau, sâu trong tinh không xa xôi đột nhiên có một giọng nói vang lên, thiên đạo tộc ta xin thanh minh, chúng ta tuyệt đối không dám có ý xấu gì với Dương tộc, những lời nói của người này không liên quan đến chúng ta, xin Diệp thiếu minh giám. Tông tộc! Diệp Huyên quay lại Tiên Bảo Thành, Trương Sứ vẫn đi cùng hắn. Nhìn Diệp Huyên, Trương Sứ rất dè dặt, lúc này, ông ta vẫn còn rất thấp thỏm, vì ông ta không biết Diệp Huyên sẽ trách tội hay không. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Trương Sứ, cười nói, ông không đi à? Trương Sứ thoáng do dự, sau đó đáp, ta ở lại đây nghe theo lệnh của Diệp Thiếu. Thật ra Dương tộc từng có lệnh là không được chủ động giúp đỡ Diệp Huyên. Trừ khi hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà sở dĩ ông ta chọn ở lại là vì có ý đồ, ông ta muốn phát triển, cách tốt nhất là đi theo Diệp Huyên, đây là cơ hội nghìn năm có một với ông ta, vì thế ông ta quyết định mạo hiểm ở lại. Chỉ cần thân thiết được với Diệp Huyên, sau này trong Dương tộc ai dám trừng phạt ông ta chứ? Ôm chặt bắp đùi, mây bay đến tận cửu thiên. Diệp Huyên cười nói, ông là hóa thần cảnh à? Trương Sứ lắc đầu, ta là thượng thần cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, thượng thần. Trương Sứ gật đầu, thượng thần cảnh là cảnh giới trên hóa thần. Vì ta quản lý một vũ trụ đặc biệt, có tín ngưỡng chi lực của vũ trụ đặc biệt đó, vì thế nên ta là thượng thần. Diệp Huyên hơi tò mò, vũ trụ đặc biệt. Trương Sứ giải thích, đó là vũ trụ có mấy tỷ sinh linh, hơn nữa đa số đều có thực lực rất mạnh. Nói xong. Ông ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, thượng thần chính là một ngưỡng cửa, người bình thường muốn đạt đến thượng thần thật sự rất khó khăn. Đương nhiên trong Dương tộc chúng ta, thượng thần hoàn toàn chẳng là gì. Diệp Huyên chớp mắt, trong Dương tộc, thượng thần không là gì cả ư. Trương Sứ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hơi tò mò, trong Dương tộc, ông thuộc cấp bậc gì? Trương Sứ cười khổ, nếu ví Dương tộc như một đế quốc khổng lồ. Thì ta chính là trưởng của một thôn nhỏ nơi vùng núi xa xôi. Diệp Huyên im lặng. Trưởng thôn nhỏ. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, xem ra thế lực phụ thân sáng lập ra còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Trở về thừa kế gia sản. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn gạt đi. Dù hắn là một thiếu gia, nhưng mục đích cuối cùng của hắn vẫn muốn có thế lực của riêng mình. Trương Sứ lại nói, thiếu chủ. Cậu muốn trở về tộc ư? Nếu muốn, ta có thể liên hệ với cấp trên. Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời là không.
Trương Sứ gật đầu, được. Diệp Huyên nói, ta phải tu luyện một khoảng thời gian, ông. Trương Sứ vội nói, ta sẽ hộ pháp cho thiếu chủ. Diệp Huyên nhìn Trương Sứ, cười nói, được. Nói xong, hắn tiến vào tinh không tu luyện kia. Vừa đi vào, Văn Nhân Lam đã xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên quan sát Văn Nhân Lam, lúc này, Văn Nhân Lam đã đạt tới cảnh giới hóa thần cảnh. Hóa thần. Văn Nhân Ý cũng xuất hiện ngay sau đó. Diệp Huyên cười nói, Lam cô nương, chúc mừng. Văn Nhân Lam khẽ gật đầu, ta phải cảm ơn ngươi. Diệp Huyên cười nói, bây giờ cô có thể xem như hóa thần cảnh trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ của văn nhân tộc các cô rồi đúng không? Văn Nhân Lam lắc đầu, tiên tổ lợi hại hơn ta. Diệp Huyên hơi tò mò, tiên tổ của văn nhân tộc. Văn Nhân Lam gật đầu, tiên tổ văn nhân tộc ta có thiên phú cực kỳ đáng sợ lợi hại hơn ta nhiều. Diệp Huyên cười nói, cô cũng rất lợi hại. Văn Nhân Lam nhìn về phía Diệp Huyên, chỉ một hóa thần vẫn chưa đủ để trở thành tộc trưởng, có điều nếu bây giờ ta trở về địa vị của ta sẽ hoàn toàn khác với trước đây. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 212.